Chấp nhận kết bạn. Được rồi, thôi được rồi, để cô xử lý. Đây thì bây giờ cô mới nói lại này. Kiến thức tiếng Việt nằm ở trong đề thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh thì nó sẽ gồm 20 câu. Và thực tế rằng 20 câu này cô đã quan sát đề vừa rồi, năm vừa rồi và những năm trước thì cô thấy họ sẽ mạnh ở bên phần tiếng Việt rất là nhiều, như là chính tả này, về các trợ từ này, bổ ngữ vân vân, cái đó là liên quan tới từ và câu ấy, thì cô thấy rất là nhiều. Còn chỉ có một hai câu là kiểu đánh đố cực khó những tác phẩm nằm ngoài sách giáo khoa, như là hình ảnh chiếc bách này hay là hình ảnh trong văn học trung đại này, và làm cho mấy đứa khó và không biết đó là cái gì thôi. Còn thực tế lại những cái kiến thức nằm trong phần tiếng Việt, nếu như mấy anh mấy chị học với cô á, thì thường cô sẽ dạy theo phong cách tư duy, chứ cô không phải kiểu giống là học thuộc lòng rồi cái này cái kia. Với đánh giá năng lực thì phải hiểu và tư duy, sau đó tìm ra đáp án. Đấy, vậy thì trong cái cấu trúc của phần tiếng Việt có trong đề thi đánh giá năng lực thì ta thấy có 20 câu, và trong đó tiếng Việt có 7 câu, nhưng năm vừa rồi thì tiếng Việt đã lên đến 9 đến 10 câu rồi. Tác phẩm văn học 8 câu và đọc hiểu 5 câu. Đọc hiểu văn bản ở đây có nghĩa là giống như tụi con làm ở trên Tôi trên đang trường học à. cái gì ấy, xô ra dưới nhà đi anh, Rồi xô rồi, ra tắt dưới mic nhà đi tôi ông tập ơi, đi. ông nào đang học tắt mic dùng đi. Đấy. Rồi thì kiểu như là đọc hiểu văn bản giống như mình học ở trên sách giáo khoa thôi, quên xin lỗi. Học ở trên trường mà thôi, có nghĩa là mình sẽ hiểu văn bản đó và mình tìm câu trả lời dựa trên nội dung của văn bản. Đơn giản vậy thôi, được chưa? Rồi. Và phạm vi kiến thức lớp 10, lớp 11, 12. Nhưng mà thực tế nhá, cái này hôm sau cô sẽ dạy chỉ trong vòng 2 buổi hoặc 1 buổi mà thôi. Cô sẽ tổng hợp toàn bộ kiến thức từ lớp 10 đến lớp 12 cho mấy đứa một cách ngắn gọn nhất. Và trong mỗi tác phẩm mình phải nhớ được cái gì để từ đó mình có câu hỏi, mình suy luận ra. Và ngoài ra, đề thi đánh giá năng lực sẽ có 1 đến 2 câu nằm ngoài chương trình của sách giáo khoa. Tuy nhiên, nó không theo cái kiểu là gì ra trên trời để mấy đứa đoán, mà thường họ sẽ gắn liền với ngữ liệu đã cho. Ví dụ như cho hình ảnh 2 câu thơ, 3 câu thơ, sau đó ghi ra một cái hình ảnh gì đó và yêu cầu mấy đứa phải vận dụng cái tư duy của mình để suy luận, à cái hình ảnh này là hình ảnh gì. Đấy, thì đến lúc làm những cái đề đó thì cô sẽ dạy và cho mấy đứa biết như thế nào. Lúc mà mình mà giải đề á, thì cô sẽ giảng ha. Bởi vì mình sẽ có 6 buổi. Đấy, tiếp tục quên mất, đó là cái phần dưới này này. Thực tế nó học đánh giá năng lực không học nổi đâu, có nghĩa là học kiến thức mà cái kiểu mà học thuộc lòng rồi nhớ công thức này kia giống như toán lý hóa gì đấy thì không phải, mà học tiếng Việt chỉ là ôn lại kiến thức từ năm cấp 2, sau đó mấy đứa mới tự tư duy, suy nghĩ và nhớ cho cô rằng học với cô mình sẽ tương tác theo cách là gì? À, em hiểu vấn đề này có phải vậy không cô? Hay là mình có trường hợp khác về từ này từ kia? Có nghĩa là các bạn sẽ hoạt động nhiều hơn cô nhiều. Vì sao phải hoạt động nhiều hơn cô? Bởi vì khi mà hoạt động nhiều hơn cô thì mấy đứa sẽ quen dần với thói quen tư duy. Thực tế như thế này này, mình có một cái người ta gọi là gì? Ngôn ngữ thể hiện tư duy. Ví dụ như có những anh viết văn cực hay bởi vì cái tư duy anh nó hay tưởng tượng bay bổng. Tại sao anh học toán nhiều anh lại không biết, không thích môn văn và môn văn học kém? Bởi vì môn toán là cái môn khô khan logic, mà khi đưa tư duy môn toán vào môn văn nó sẽ làm cho câu văn có sự khô khan và thiếu đau thuốc. À, kiểu vậy đấy. Và tuy nhiên chúng ta thấy rằng tất cả đã có mẹo tư duy. Cái phần này thì cô sẽ xử lý cho các bạn ở phần là gì đấy? Giải đề thì cô sẽ chỉ cho mẹo tư duy như thế nào. Hiểu chưa? Rồi, bây giờ phần cấu trúc phần tiếng Việt trong đề thi đánh giá năng lực. Đứa nào thắc mắc cái gì, hỏi nha. Có nghĩa là xong mỗi mục cô sẽ cho hỏi. Đấy, để cô thêm. Rồi, có đứa nào hỏi phần cấu trúc hay phần gì không? Nhắc lại này, tiếng Việt là 7 câu liên quan tới từ câu. Từ câu, tác phẩm văn học thì toàn bộ chương trình 10 đến 12 và ngoài tác phẩm thì cái này hên xui rồi. Và đọc hiểu văn bản. Vậy thì cái phần này có đứa nào thắc mắc gì không? Đấy.
Rồi không còn thắc mắc đúng không? Đấy, vô học là bắt đầu im re, trời ơi. Rồi, nếu không có thắc mắc gì thì bắt đầu mình sẽ học kiến thức. Và đầu tiên chúng ta sẽ đến với phần từ ngữ. Phần này mấy đứa đã được tiếp cận từ khi mấy đứa học lớp 1 cho đến khi mấy đứa học lớp 12 thì từ ngữ là cái luôn luôn gắn bó với cái quá trình học ngữ văn đấy. Và chúng ta sẽ ôn về cấu tạo từ và nghĩa của từ. Thường trong cấu tạo từ này chúng ta sẽ có từ đơn, từ phức, được chưa? Từ đơn là từ có một âm tiết, dễ đúng không? Cái này đứa nào coi thì sẽ nhớ. Từ đơn đã gọi là đơn thì sẽ có một âm tiết như là gì? Ăn phẩy, nói phẩy, đi phẩy, đứng phẩy, đó là từ đơn. Trong từ phức chúng ta sẽ chia ra thành là từ ghép và từ lấy. Từ ghép là từ có hai âm tiết trở lên, ví dụ như là đi đứng rồi gì nhỉ, tivi, tủ lạnh, vân vân, hai âm tiết trở lên nhá. Và từ lấy là từ sẽ có giống nhau về phần gì nhỉ, từ lấy là sẽ có từ lấy toàn bộ, từ lấy âm đầu và từ lấy bộ phận. Từ từ, cô chiếu lên, từ từ cô về logic cái. Về từ lấy thì mình sẽ có từ lấy toàn bộ, đó là lấy toàn bộ các âm tiết, ví dụ như là xanh xanh rồi đo đo đỏ cũng gọi là từ lấy toàn bộ nha. Rồi còn từ lấy bộ phận thì sẽ có lấy âm đầu và lấy vần. Tí nữa cô sẽ cho mấy đứa chat những cái ví dụ đưa lên cái phần đó. Và trở lại một tí cô lùa mất chỗ này, đó là từ ghép chính phụ. Vậy thì từ ghép chính phụ nói hiệu một cách đơn giản đó chính là có một yếu tố chính và một yếu tố phụ. Lát nữa cô sẽ chiếu slide và cô giải kỹ ở cái này. Và từ ghép đẳng lập là hai từ ngang hàng với nhau như là ăn nói, đi đứng, sách vở đấy, nói cái gì đó chung chung đấy. Và còn nghĩa của từ chúng ta sẽ chia ra gì đấy, à từ Hán Việt, nghĩa chính, nghĩa chuyển, đồng nghĩa và đồng âm. Đây là cái cốt lõi của phần từ ngữ. Và bây giờ mình sẽ từ trái nghĩa nữa, mình sẽ học sang từ đơn và từ phức. Từ đơn thì dễ rồi, cô đẩy sang từ phức thì gồm có hai âm tiết trở lên và có hai bộ phận nhỏ của từ phức, đó là từ ghép và từ từ lấy. Đấy. Và bây giờ từ ghép chúng ta sẽ có từ ghép đẳng lập, thì quan hệ của chúng chính là quan hệ gì đây? Được cô xíu. Quan hệ đẳng lập và nó thường mang ý nghĩa tổng hợp. Bây giờ các bạn chat cho cô những từ ghép đẳng lập mà em biết. Chat lên nha để cô xem có đứa nào hiểu sai không nha. Rồi, bắt đầu chat lên. Cơm nước, từ 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 từ. Đất nước, từ 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 từ. Có ý nghĩa tổng hợp nha mấy đứa. Rồi, có ý nghĩa tổng hợp. Quan hệ đẳng lập là hai từ có ý nghĩa ngang nhau. Đấy, ngang nhau, ý nghĩa ngang nhau. Cái này cô dạy nhanh nhé, bởi vì cô đã dạy ở clip cũ rồi. Ngang nhau như là cơm, nước. Được, chấp nhận. Đất nước, đất nước. Đất nước, bây giờ xét cho cô có phải từ ghép đẳng lập hay không? Bởi vì đất nước, ý nghĩa của ngữ pháp của nó có ý nghĩa tổng hợp hay không? Ngọc Minh xét lại cho cô này. À quên, Khôi xét lại cho cô này. Ngọc Minh, nhà cửa chuẩn, quần áo chuẩn, yêu thương đúng luôn, xét vào tổng hợp. Cơm canh, cơm cá, cơm canh này, cơm cá. Cơm cá thì xem lại nhá. Cơm canh xem lại cho cô nhá. Giang Sơn, được. Bàn ghế, xét luôn, chung đúng, giày dép, bàn ghế, ok. Rồi, chuyện đấy. Rồi, chính xác. Từ ghép đẳng lập. Thấy nhiều bạn đúng rồi đấy. Bây giờ xét cho cô nào, theo con nào. Đất nước có phải là từ ghép tổng hợp, ông quên, từ ghép đẳng lập hay không? Tí nữa cô sẽ nói về từ ghép tổng hợp nữa. Ai nào? Đứa nào phát biểu cho cô nào? Từ đất nước. Đâu, 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 đâu. Coi, không phát biểu thì chát nha. Thuốc lá không phải nha con. Thuốc lá đâu phải. Trời đất ơi.
Rồi, các bạn xét cho cô xem đất nước có phải là nó mang ý nghĩa tổng hợp hay không? Ai giơ tay không? Ai giơ tay? Rồi, 10, 162 nào? Gì? Trả lời cho cô nào. Đâu? Đâu rồi? Hay là tôi giơ tay cho vui vậy? Bỗng anh nào? Từ từ, để cô đang gọi. Đứa nào phát biểu nhiều tôi quen mặt thì sẽ có voucher xem thần số nha. Ai phát biểu nhiều nha. Còn đứa nào mà không phát biểu thôi nha. Tôi không nhớ mặt, nhớ tên là gắng chịu nha. Rồi, bây giờ là đứa nào xung phong phát biểu hăng hái thì sẽ buổi thứ tư thì được xem thần số học. Đâu? Rồi, một bạn trả lời cho cô. Theo em, đất nước có phải là từ ghép đẳng lập hay không? Rồi cô nhiều 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 hương trà nó con Nhờ thưa cô, em nghĩ là không phải, do khi vì mình tách sao ra đất nước nó là mong hơi có nghĩa khác nhau, mình ghép lại nó là mong có nghĩa khác đó cô. theo em đất nước có ý nghĩa tổng hợp hay không? Dạ có. Đấy, từ này nó phải xét nha. Học sang từ là thấy học sang từ là rất là phức tạp luôn, tại vì nó tranh cãi cực nhiều đó, là từ ghép đẳng lập đó, nó sẽ có sự tranh cãi là đẳng lập là gì này. Đầu tiên là phải là quan hệ đẳng lập giữa hai cái này, nó phải có sự ngang nhau, đất và nước ngang nhau thì mình thấy rằng có quan hệ đẳng lập rồi, đúng không? Tiếp tục, ý nghĩa ngữ pháp của nó mình phải xét xem rằng nó có mang ý nghĩa tổng hợp hay không. Vậy bây giờ nếu như là quan hệ ngữ pháp thì chắc chắn từ đất nước nó đã có cái gì nhỉ, quan hệ đặc lập rồi, đúng không? Tại vì đất và nước là hai cái danh từ nó ngang nhau. Vậy thì xét lại cho cô nữa, nó mang ý nghĩa tổng hợp hay không? Rồi cứ chat lên theo theo quan điểm của con, đất nước có mang ý nghĩa tổng hợp hay không? Tổng hợp nha, ví dụ này, sách vở có nghĩa là toàn bộ sách vở đấy, xăng dầu đó, nghe nhìn là cả nghe nhìn, nói tổng hợp chung chung này, ăn uống khó nha, bắt đầu đến tiếng Việt lên cô cũng thấy nhức đầu hay này đấy. Rồi học tập, sách vở, núi non là từ đồng nghĩa đặc lập, mang ý nghĩa tổng hợp là nói về núi. Chị đọc nghĩ cho kỹ được. Ủa, trên mạng nói đất nước là từ lấy tổng hợp, từ ghép đặc lập thật đó hả? Để cô xem nào, theo cô là không phải từ ghép đặc lập đâu. Nếu mà xét về Ý nó chỉ là vùng trời, là vùng, ý là vùng nước và vùng đất, nên là của một đất nước nào đấy thì nó gộp lại, nó là gọi là thành đất nước. Nghịch là theo em là chính phủ hay là đặng lập? Là hồi nãy con cũng nghĩ là không phải, xong mấy bạn đã có, con nghĩ lại là lỡ may nó chỉ cái vùng đất và vùng nước của một cái quốc gia thì nó vẫn gọi là đất nước, thì có đúng không con? Đất nước, đúng rồi. Bây giờ mình phải xét về mặt nghĩa để cô coi trên này nó giải thích sao. Tại vì trên mạng nhiều khi đáp án cô cũng chả tin mà. Thôi nhưng mà ví dụ cái từ mà đất nước thì nó đâu có Ừ. chỉ là cái đất Chung với chung cái đâu. nước. Ủa Ừ, thì nó đâu chỉ chung chung đâu, cho nên quan điểm của cô là nó không phải là từ ghép đặc lập. Tại vì nó không không chỉ chung chung. Thật sự luôn, có tại vì theo cô nói này, bây giờ đất nước thì biết là đất nước này, đất nước kia, chứ không phải là nói là chung chung, là ví dụ nhá, núi non thì mình chỉ là gì? Núi non là cho thấy là cái sự tổng hợp của gì nhỉ? Của núi, là núi non là kiểu sông, kiểu như là khung cảnh không gian vậy đó. Nhưng mà từ đất nước thì nó mang cái ý nghĩa cụ thể, cho nên vì vậy quan điểm của cô á, thì đất nước nó không phải là từ ghép đặng lập. Tuy nhiên để đây cô lên hội đồng chuyên môn của cô, rồi có gì tuần sau cô trả lời cho. Cái này phải có hội đồng chuyên môn, tại vì cô cũng đang mới có từ bạn mấy đứa có thể coi ở trên những cái clip có những câu hỏi tiếng Việt nó rất là khó và có sự tranh cãi cực nhiều, cho nên vì vậy cô
thường cô sẽ có những cái từ ngữ hoặc này kia cô phải ghi lại cho mấy đứa, bởi vì nhiều khi mắc công đề ra thế này thế kia mà để cho mấy đứa làm sai mất mất 110 điểm thì tội nghiệp mấy đứa lắm. Cho nên cô sẽ để lại cái đất nước này ha, cô sẽ ghi lại cái câu hỏi chúng ta đặt đấy, thấy chưa, một vấn đề mà bắt đầu ra cả đống chia ra từ ghép. Chờ cô chịu, cô ghi lại vấn đề mình để đây nhá, hôm sau cô sẽ trả lời đặng lập hay không. Cô có một cái hội đồng có các giáo viên dạy trường 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 lớn như Vin với này kia, họ các giáo viên thảo luận với nhau nó sẽ hay hơn. Nước rồi sao vùng trời đấy thì cô mới nói là đất nước. Rồi được rồi, ok để đây. Còn theo quan điểm của cô nó không thuộc từ ghép đặc lập, bởi vì nó không mang ý nghĩa tổng hợp mà nó chỉ một cái đất đất nước là chỉ cái vấn đề cụ thể đấy, được chưa. Rồi còn lại nghe nhìn này, ăn uống học tập sách vở núi non binh lính nó cũng là từ ghép đặc lập. Đây là cái trường hợp mà hai từ như thế nào đây mấy đứa, xét về nghĩa là hai từ như thế nào, thử chắc cô xem nào, xét về nghĩa thì từ đúng, chính xác luôn à, đâu Phúc An, đúng rồi nó là dùng hai cái từ đồng nghĩa với nhau để chỉ chung đấy, chỉ chung. Rồi được chưa, về từ ghép đặc lập có ai thắc mắc gì về từ ghép đặc lập không, còn những cái từ ngữ những cái ví dụ cụ thể thì mình phải chờ nhé. Đấy, có đứa nào thắc mắc gì không? Rồi, tiếp tục. Mình phải giải quyết ngay tại lớp nha, bởi vì chúng ta gặp cô có 6 buổi mà thôi. Đấy, cho nên vì vậy mà không giải quyết tại lớp là kiếm cô khó lắm. Rồi, tiếp tục. Từ ghép chính phủ, cái này thì dễ hơn tổng hợp nhiều. Từ ghép chính phủ thì ta thấy rằng về quan hệ ngữ pháp của từ ghép chính phủ, nó là bình đẳng với nhau, bởi vì sẽ có một yếu tố chính và một yếu tố phụ, nhớ nha. Ví dụ như cô nói xe là yếu tố chính, yếu tố phụ sẽ là gì, xe đạp, xe máy, xe ô tô, vân vân đấy. Giống như cô có yếu tố chính là dưa thì cô sẽ có dưa hấu, dưa gang, dưa leo, mang tính phân loại thì cái này dễ, cho nên cô không có gì nhỉ, không có đưa cho mấy đứa ví dụ ha, cái này dễ ha. Rồi tiếp tục, có một cái bổ sung kiến thức cho mấy đứa nữa, cái này thì cô không có, cái này là thông qua nhiều khóa học thì cô sẽ bổ sung cho mấy đứa thêm về từ ghép tổng hợp và từ ghép phân loại. Thực tế đặc lập và chính phủ nó dựa trên các thành tố tạo nên ngôn ngữ, hiểu không con? Có nghĩa là hai này, A và B tạo nên một ngôn ngữ, là hai thành tố A và B có mối quan hệ ngang nhau, như là A là điện, B là nước, có mối quan hệ ngang nhau, gọi là các thành tố. Còn từ ghép chính phủ thì thành tố A là chính, thành tố B là phụ, tạo nên từ ghép chính phủ. Còn đối với hai loại từ ghép nữa chúng ta sẽ có, đó là từ ghép tổng hợp và từ ghép phân loại. Đứa nào muốn nhớ bài nhanh có thể ghi chú bằng sơ đồ tư duy cho nó lẹ. Đấy, từ ghép tổng hợp. Thực tế từ ghép tổng hợp nó cũng hơi tương đương với từ ghép đặc lập ở chỗ mình sẽ xét nhiều về mặt nghĩa, hiểu không mấy đứa? Xét nhiều về mặt nghĩa có nghĩa là gì? Nó mang yếu tố tổng hợp. Rồi bây giờ cho cô một số ví dụ về từ ghép tổng hợp mang ý nghĩa tổng hợp nghe. Tổng hợp, ý nghĩa tổng hợp một điều gì đó nào. Má cô bật cái đấy, nó cũng từ đặc lập nhưng mà nó lại mang ý nghĩa tổng hợp. Đây là Kim, chờ cô chỉ có đi lấy. Nào trái cây bơi lội từ từ. Rồi tôi kiếm cái remote máy lạnh. Chờ cô một phút nha, cô đi kiếm cái remote máy lạnh cái.
Rồi, nè nè, tổng hợp mấy ông ơi, mấy ba ơi. Tổng hợp, từ ghép tổng hợp, mang ý nghĩa tổng hợp một điều gì đó. Đâu, bây giờ cô xét tiếp, nhanh quá. Đi đứng đúng này, bàn ghế đúng này, bánh kẹo đúng này, bún, bún chả. Bây giờ nói cho cô bún chả có phải từ ghép tổng hợp không? Mấy đứa, bún chả của bàn tiến nào, 0032. Trời ơi, mấy đứa, con mấy đứa vô học trễ. Trà bánh, ừ, chấp nhận. Văn hóa, no, 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 no. Không phải, quần áo đúng. Mang ý nghĩa tổng hợp nha, chị Trung nghe. Đồ đạc, đồ đạc. Cũng chấp nhận được. Đấy, đúng rồi. Rồi, rồi, ok, rồi, hiểu rồi đó. Không, không, cái này, 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 cô nói lại này. Bạn Huỳnh Tuấn Anh có hỏi cô câu này tốt này. Cô nói này, từ từ nha, cô đang đọc đến bài bạn Tuấn Anh này. Từ ghép được chia làm 4 loại từ ghép đúng không? Không. Đây nè, có nghĩa gì nè. Khi mấy đứa được học cấp 1, cấp 2, để học trò dày dễ hiểu, thì giáo viên sẽ chia thành 2 loại từ ghép là từ ghép tổng hợp và từ ghép phân loại. Hiểu không? Có nghĩa là một từ ghép mang ý nghĩa tổng hợp tất cả mọi thứ chung chung á. Còn một từ ghép phân loại giống như từ ghép chính phủ á. Hiểu không? Là khi tiểu học, nó mang về mặt ý nghĩa. Nhưng khi chúng ta lên cấp 3 thì sẽ phân thành từ ghép độc lập và từ ghép chính phủ. Có nghĩa là chúng ta sẽ có hai cách phân loại. Một cách theo thành tố và một cách là theo ý nghĩa của từ. Tuy nhiên trong đề thi đánh giá năng lực mà cô đọc thì thường người ta có cả độc lập mà có cả tổng hợp phân loại. Nhưng nhớ rằng trong một câu hỏi người ta không bao giờ hỏi là gì. Có cả phân loại chính phủ và một cái mà người ta chỉ sử dụng từ ghép tổng hợp hoặc là từ ghép phân loại. Hay một câu hỏi sẽ từ sử dụng là gì? À, từ ghép độc lập hoặc là từ ghép chính phủ. Hiểu chưa? Đấy. Nhớ nha, nhớ nha. Đó là cách chia thôi. Ha. Chiến thần mấy quỷ này. Rồi, về từ ghép phân loại thì nó cũng theo kiểu là gì? Phân loại nhỏ giống như cô nói, nó xanh bì xanh um, thẳng đơ, thẳng tắp, thẳng đuột cũng là từ ghép phân loại, được chưa? Rồi. Ok, rồi còn ai thắc mắc về từ ghép đẳng lập và từ ghép chính phủ không? Hôm sau dạy đề mình có làm quen nhiều đề lắm. Đấy. Một một. Rồi. Trời, làm sao để phân biệt vậy? Cô mới nói đây. Bây giờ để phân biệt con phải xét, con chia thành hai yếu tố. Ví dụ nhá, bây giờ điện nước, để phân biệt được nó là đặc lập hay là chính phủ thì mình xem điện và nước có ngang nhau hay không, và nó chung chung hay không. Ví dụ như chính phủ này, mình thấy xe đạp, mình thể xét yếu tố là xe là yếu tố chính, đạp là một yếu tố phụ ha. Cái này dựa vào tư duy và mình làm đề thôi, yên tâm. Đấy, hiểu không? Có nghĩa là con sẽ từ cái khái niệm mà cô cho, từ cái gốc, cái cốt lõi, sau đó con sẽ suy nghĩ và mình loại từ đáp án ra, hiểu không? Đấy, nhớ nha, từ cái gốc nha, từ hiểu các từ ngữ, sau đó mình xét nội dung của nó là gì, và từ đó mình tìm ra từ ghép đẳng lập hoặc từ ghép chính phủ. Ngay cả phân loại và tổng hợp cũng như vậy, phải dựa vào nghĩa của từ. Đấy, cho nên mình gọi từ là thế. Được chưa? Rồi, có đứa nào hỏi nó? Có thể nói. Ừ, nói đi con, nói. Xe bánh thì có được coi là đẳng lập không con? Cái gì? Cái từ gì con? Để cô mở loa to sao? Trà bánh. Trà bánh. Trà bánh thì nó sẽ thuộc động gì nhỉ? Tổng hợp á. Nó cũng là xét vào tổng hợp. Ăn trà bánh có nghĩa là ăn những cái thứ ngọt ấy, kiểu vậy á. Hiểu không? Có nghĩa là trà bánh cô vẫn xét cho là từ ghép tổng hợp á. Giống như mời anh dùng trà bánh để tráng miệng thì đó là nói về đồ ngọt vậy thôi. Đấy. Yeah, rồi, ừ, đứa nào hỏi nữa không? Ủa cô, ôi, vậy là cái tổng hợp là kêu bằng là nó một cái từ đó nó rộng, cái nghĩa nó rộng lớn hơn. Chính xác. Hay cái kia không? Đúng, nhưng mà bây giờ ví dụ nha, mình có một cái mèo tư duy vậy này, mình có một từ tổng hợp giống như là từ xăng dầu đi, thì mình tìm yếu tố phụ để mình ghép vô cái từ tổng hợp xăng dầu đi. Xăng 95, xăng 92, xăng ron, xăng gì đó, chấm 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 đó, cái đó là lĩnh vực hóa học của từ con. Ví dụ như mình nói nghe nhìn thì mình tìm từ ghép chính phủ của nó là gì? Nghe lõm, nghe lén, nghe phong phanh, vân vân, kiểu như thế. Hiểu không?
mình có thể mình từ đặt ra trong cái đầu mình, cách tư duy để mình tìm được câu đáp án đúng đấy, vậy kiểu vậy đấy. Nó xét về mặt nghĩa nhiều nhá, cho nên phải xét về nghĩa. Nếu như mà cảm thấy về mặt nghĩa mình chưa ưng thì mình từ phản biện lại cái vấn đề mình đặt ra, đúng đâu rồi. À, đẳng lập, nhớ này, trong đẳng lập là có tổng hợp, có nghĩa là đặt tổng hợp là thường đẳng lập, là đẳng lập luôn, hiểu không? Cái này nó chỉ là cách chia khác thôi, nhớ nha, đó là tổng hợp là đẳng lập đó. Có nghĩa là cách chia về cách chia loài khác thôi, nhưng mà đã là tổng hợp sẽ là đẳng lập, hiểu không con? Đấy, bữa sau thực chiến cô thể chỉ cho. Rồi bây giờ mình mà ngồi mình nghĩ ra, mình suy luận nó nhiều cái lắm, bây giờ mình chỉ cần hiểu thôi, và sau đó mình đến cái buổi mà dạy đề á tự nhiên mất gốc tiếng Việt đúng rồi đấy, chính xác rồi đây nè. Hôm ngày xưa tôi dạy các khóa trước này, thấy chưa, câu hỏi nó trời ơi, vô là thấy ngơ luôn. Ok là rồi, bây giờ phần mới đây này, bắt đầu từ lấy rồi, nhức đầu lắm đấy này. Trời ơi, cô nói thật chứ, bây giờ giáo viên mà dạy đánh giá năng lực nó mệt gấp 10 lần giáo viên dạy trung học phổ thông. Giống như cô luyện thi 12 nó khỏe re à, cho học sinh làm đề đọc hiểu, rồi sau đó là cô cho học sinh học Việt Bắc Tây tiến đất nước như thế nào đó là xong bài. Còn đánh giá năng lực, trời ơi, tụi bay toàn là dân tự nhiên, mà tụi bay đặt câu hỏi với cô dân văn là đúng nhức đầu luôn. Nhưng mà yên tâm, chỗ nào cô cũng chơi được hết, cho nên là cô chiến thần phản biện SOS. Rồi tiếp tục từ lấy, cho nên khổ lắm, dạy mà dân tự nhiên, mà dân mà thi bách khoa, mà dân thi bách khoa, thi công nghệ thông tin, mấy cái đứa mà đầu tư duy á, ngồi cãi nhau với nó hết giờ luôn. Tiếng Việt mà ngồi cãi nhau với dân tự nhiên là thấy hiểu đó. Rồi trở về từ lấy thì chúng ta sẽ có 3 loại từ lấy toàn bộ. Rồi tìm cho tôi coi, tìm cho tôi một số từ lấy khác toàn bộ đi mấy anh mấy chị. Ừ, toàn bộ là nhớ là nó vần vờ kia, nó giống như canh cánh trong lòng, vang vang thăm thảm châu. No, châu chấu xuống cho cô, chôm chôm xuống cho cô. Đây, bây giờ sẽ tiếp. Đó, tôi thấy là mấy anh kia là có. À, đây. Đô, thung thủng, cái thằng nào đây? Thằng nào nếu thung thủng đây? Trời, đấy đấy. À, bà Yến, trời ơi, bà Yến ơi. Trời ơi, trên cộng đồng mà sao viết từ lấy thung thủng là sao vậy trời? Gâu rồi chứ, lấy anh Huy luôn á. Không thích làm người, cứ thích làm cún. Rồi, tiếp tục. Lầy từ thôi được rồi các cha các mẹ ơi, rồi lầy luôn á. Bây giờ câu hỏi nè, thôi Phúc, chôm chuồn có phải từ lầy hay không? Thôi được rồi, Phúc ơi là Phúc, biết rồi đó ông nội ơi, chôm chuồn đấy, từ đã ở mấy gì, từ bình tĩnh đấy, em nghĩ nha. Đấy rồi, bây giờ tôi mới hỏi, chôm chuồn châu chấu, trời trời ơi, ông thắng chôm chuồn châu chấu mà danh từ riêng, ông thắng ơi, danh từ riêng là tên riêng đó ông thắng ơi, đó là danh từ chung, tên riêng. Nhớ này, đấy, một cái khái niệm cô sẽ trả lại về cho mấy đứa về từ lấy. Thứ nhất, từ lấy là từ có hai âm tiết trở lên, và thường chú ý cho cô rằng từ lấy thường sẽ có hai tiếng tắt ra. Nè, từ từ để cô chat lên trên lớp. Đúng, lớp này nó cũng ngang ngửa cái lớp khóa đầu của cô. Nè, từ lấy này cô sẽ cho khái niệm là hai tiếng tách ra. Từ. Cô không chat trên nhóm đâu, để cô chat trên màn hình luôn. Đấy, có mấy cái đứa mà vào muộn bây giờ, cô ngồi kia. Đây, từ cô xíu. Chắc dạy với mấy ông, mấy bà là tôi hài não luôn. Rồi, từ lấy này. Đây, cái này ngày xưa cãi nhau. Từ lấy này là hai tiếng tách ra. Hai tiếng tách ra và sẽ có một từ có nghĩa và một từ không có nghĩa. À, đâu rồi, ông nào chấp nhận vào không chơi, trời có chết bị đơ đâu trời, chờ cô xíu nha, đăng chat tự nhiên có thằng nào nó vào nó yêu cầu tự nhiên nó đơ luôn.
chết tôi rồi. Trời đất ơi, mày đó, bữa sau đứa nào mà vô muộn đừng có vô ngang. Tôi đang dạy đây một tiếng tách ra có nghĩa, và một tiếng tách ra có nghĩa, và một tiếng không có nghĩa. À, không có nghĩa, được chưa? Nhớ nha, đa phần nha, chỉ trừ một số trường hợp thôi. Chờ cô xíu, để cô con chuột tôi đâu rồi? Từ từ, chết chết chết, bị ẩn chuột rồi. Ok, từ từ nhá, đừng lỗi kỹ thuật. Ủa sao tự nhiên mất chuột rồi ta, hay bị đơ ta? Tụi bay bị đơ hả? Có nghe cô nói không? Dạ Để nghe mà đưa. cô. Ủa Nghe nghe hả, sao cái chuột của cô nó không chạy đó? Chết tôi rồi, bị đơ rồi. Ủa ví cô dụ như ghim 0158 thì cô nó bảo trừ lương cô rồi cô. đứa nào bữa sau thằng đó mà coi sổ học là thôi nha 0158 rồi. 0158 tôi. à. Chết rồi, ủa sao bị đơ vậy? Tôi đang, ủa giờ sao, giờ ẩn cái gì vậy, MacBook ẩn cái gì vậy mấy đứa? Không phải cô Cô ảnh chết không? Cô ấy ra thầy cô. ẩn ẩn gì, ẩn nút gì vậy, nó bị đơ hay bị gì? Từ từ để cô xem, nó không thấy con chuột luôn. Là bị gì vậy? Nè có dừng video thì có nè. Dừng video là nó chỉ sáng lên thôi chứ nó không hiện con chuột. Đây này, do màn hình kiểu này nè. Đây đây đây, đứa mà công nghệ thông tin nha. Trong lớp này có nhiều đứa thi công nghệ thông tin lắm á. Ủa vậy là bị gì vậy? Nè, là bị đơ đúng không? Bị đơ đúng không? Mấy đứa công nghệ thông tin trong lớp này nhiều anh thi công nghệ thông tin nè. Rồi xong luôn, xui luôn, xui cả na luôn. Từ từ, để cô thôi thoát ra nha. Ủa thoát ra, thoát bằng cách gì đó, thoát sao vô lại á? Từ từ, Dạ, để nó cô nguồn không? Nó nguồn không con? nước nguồn hả? Rồi, Ủa là cô đừng cô có nghe nó xuống dạy đó là nó tắt máy cô luôn á. được. À đó, được rồi, khổ thật đó. Đứa nào mấy cái đứa mà nó vô trễ đó nó còn làm đơ máy tôi rồi. Được rồi bé ơi, rồi ok, thật khổ thật chứ, mù công nghệ nó khổ thật đó. Rồi tiếp tục, like chưa, like nè. Từ lấy thì sẽ có một tiếng có nghĩa, một tiếng không có nghĩa, hiểu ý cô không? Trừ trường hợp mà những cái từ đặc biệt như là từ là gì, chênh vênh hay nhạt nhòa, còn lại đa phần nó sẽ là một tiếng tách có nghĩa và một tiếng không có nghĩa. Và đặc biệt từ lấy thường là động từ và tính từ, hiểu chưa, chứ không phải là danh từ, chỉ sắc thái của sự việc đấy. Ok xin lỗi, chỉ sắc thái, được chưa? Đấy rồi, có đứa nào, để từ từ, có đứa nào thắc mắc không? Thì nhớ vậy thì chôm chôm chuồn chuồn sau khi cô giảm thì có phải là từ lấy hay không? Đâu sống rồi. Hả, nói cho cô xem nào, chuẩn chính xác, hiểu rồi đó, đúng rồi, ok là hiểu nha. Đó tôi dạy. Tuy nhiên này, chú ý cho cô này, có một bạn hỏi cô như thế này ở cái lớp năm ngoái, nó hỏi vậy nè, các từ lấy có tính từ hay không? Đứa nào có thể trả lời cho cô câu đó không? Có Các tính từ từ lấy, có đứa nào trả lời ạ? Các từ lấy toàn bộ có phải là tính từ hay không? Hay cái gì vậy? Đó, có phải là tính từ hay không? Hay là động từ ngừa ngừa? Ngừa ngừa là không phải động từ nha. Ngừa ngừa là không phải động từ để nói những cái người con gái như thế nào đó, nó không thuộc động từ. Chính xác rồi, thằng Huy nó đúng rồi đó. ủa cô sao Rồi, bây mẹ con cũng nói con vậy đâu phải nói con gái không đâu. thì ngừa ngừa là nói là mày, có nghĩa là mày nhoi á, nói vậy đó. Có vậy là tính từ hay động từ không nội? Ngừa ngừa là chê nhoi á, nhoi như dòi á, đều vậy á. Chứ kiểu mẹ con cứ là thôi đừng có ngựa ngựa lên thì cái đó là nó kêu Ngừa bằng gì ngừa chính cô, là tính từ tính tính từ nó từ có con. nhoi lên vậy đó. Rồi thôi được rồi, đo đỏ có phải là tính từ không cô? Đỏ có chứ, đo đỏ là tính từ mà, đỏ nhạt đó con. Bây giờ cô mới nói này, các từ lấy
nó đa phần là tính từ. Và ngày xưa đó, bây giờ chia từ ngữ nó khó lắm. Thường á, ngày xưa là chia cả động từ, tính từ vào thành một cái gọi là vì từ. Chờ tí, bây giờ tụi bay học này, bây giờ học văn là sang tiếng Việt là tụi bay tưởng đâu học môn gì. Nè, ngày xưa này, cách chia của các giáo sư này, tính từ và động từ. Bình tĩnh. Ủa? Tính từ, động từ. Ủa? Động từ thì gọi chung là vì từ. Sau này mới vì nhà tách ra để dạy cho học sinh hiểu thì mình chia thành tính từ và động từ. Tuy nhiên 90% hay 95% đi, các tính từ là từ lấy, mà đã là từ lấy là tính từ. Trừ trường hợp có những từ sau đây: yêu, yêu, thương, thương. Hiểu không? Nó chỉ có những trường hợp riêng biệt thôi. Giống như là yêu thì sao mà biết đó là động từ hay tính từ. Đấy, gian gian là tính từ rồi. Thôi 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 thôi. Đấy, giống như là thương thương thì sao mà biết là động từ hay tính từ. Ủa, thì thun thục là tính từ giống nội. Trời ơi trời, mùi thối ấy. Đấy, ở đây có những bạn đặt những câu hỏi thun thục là tính từ à, hay là gian gian díu díu có phải là động từ hay tính từ, cho thấy rằng, ta thấy rằng các bạn đang bị một cái lỗi, đó là chưa đi sát sao nghĩa của từ. Đó. Cho nên vì vậy, còn như thế nào đây? Mông lung thì đề nghị mấy anh vui lòng cập nhật lại nghĩa của từ, được chưa? Tiếp tục, từ lấy âm đầu. Vậy thì từ lấy âm đầu, tìm ví dụ cho cô nào? Đó là nó lặp lại cái phần âm, âm đầu. Đây, ví dụ này. Rồi, bắt đầu tìm cho cô hệ thống từ lấy âm đầu nào. Long là thôi chắc không cho tìm nó, tụi bay tìm mấy cái từ gì không là chết rồi. Thông xảo vu vơ, ok. Cái này dễ hen. Rồi, tiếp tục. Từ lấy vần. Từ lấy vần cho cô đi mấy đứa. Luận quẩn bâng khuâng chàng vàng là lập phần đằng sau á. Ờ, lanh canh tốt lắm. Cái gì được con? Lôi thôi, đúng rồi. Trời ơi, bà Thoa ơi, chuồn chuồn cô vừa nói xong lúc nãy rồi. Đâu phải là từ lấy đâu con. Chị chuồn chuồn nó là từ gì cô? Chuồn chuồn là danh từ. Thế nó không xếp vào từ gì hết hả cô? Không, nó là từ phức, từ ghép. Nó không thuộc từ lấy. Yeah. Đấy. Yes. Nó là nhớ nha. Từ ghép, chính phụ hay ghép đặng lập cô? Chính phụ. Chuồn chuồn. Chính phụ. Chuồn chuồn nó không được xếp vào luôn. Phân loại, nếu mà nó được xếp là xếp từ ghép phân loại ấy. Tại vì hai từ nó ngang nhau mà. Nhưng mà thường không có trường hợp đặc biệt đó đâu. Trong trong cái giáo trình hoặc gì thì nó sẽ không có đâu. Nếu như mà có, cô sẽ lưu ý cho mấy đứa. Hiểu không? Nói chung là Cháu có được tính không con? Cháu tính vào đâu con? Tính vô từ lấy. Nó thành từ mà. Cháu là cái vòi mà, một động vật mà. Ok, là một côn trùng mà. Hiểu không? Có nghĩa là danh từ thì người ta không xếp vô từ lấy. Từ lấy thường để chỉ sắc thái là tính từ là chủ yếu. Nhớ nha. Đấy, cái này bắt đầu đó. Rồi, rồi, rồi. Mấy anh kiếm từ. Được rồi, rồi. Rồi bây giờ còn cái gì thắc mắc về từ lấy nào? Ơ, nó là danh từ. Được từ đó là âm tiết. Đó là tùy cách gọi thôi. Vậy trông trông có phải là danh từ không? Danh từ là xét về nghĩa. Nếu như nói về từ đơn đa âm tiết thì trong hệ thống từ ngữ mà có ở trong giáo trình thì họ không có đưa vào trong chương trình trung học phổ thông. Hiểu không? À, quên, trung học cơ sở và trung học phổ thông. Giống như là khi mà cô làm một cái bài giảng này cho mấy đứa thì nó đều dựa vào những giáo trình của đại học và những cái giáo trình về từ ngữ. Từ đơn đa âm tiết này đó là cách gọi, nếu như mấy đứa sở trên mạng sẽ có. Nhưng mà giống như khi mà ngày nhỏ mấy đứa học có được gọi là từ đơn đa âm tiết hay không? Mình có thể gọi là danh từ, từ ghép cũng được, không có vấn đề gì. Thì đó là trường hiệu đầu, xanh xanh, hao hao. À, ở đây đó chính là từ lấy toàn bộ rồi, còn những cái từ lấy âm đầu, từ lấy vần á. Đâu, có nhiều gì chưa hiểu này. Có luôn, từ lấy vắng âm đầu có luôn. Người ta gọi là gì? Đâu, từ từ để cô họ trả lời từng đứa một nha. Câu hỏi đầu tiên này, bây giờ cô sẽ trả lời từ Phương này. Đứa nào đặt câu hỏi thì trả lời xuống. Có gì cô sẽ nói.
Cô ơi, em vẫn chưa hiểu. Nếu như từ lấy tách ra từ một từ có nghĩa và một từ không có nghĩa, vậy xanh xanh hao hao tách ra thì sao cô? Ở đây nó thuộc thể loại từ lấy toàn bộ rồi, hiểu không? Nó dành cho những cái trường hợp như là gì? Từ lấy âm đầu và từ lấy vần thôi. Thực tế hệ thống từ ngữ của Việt Nam cực kỳ phong phú và đa dạng. Cho nên vì vậy, để có những định nghĩa mang tính tuyệt đối thì nó không có. Nó chỉ kiểu là gì nhỉ? Khoảng 98%. Cho nên những đề thi đánh giá năng lực thì họ sẽ không dùng những cái định nghĩa mang tính tuyệt đối đó để đánh đố mấy đứa. Thường nó sẽ thể hiện ngay ở trong cái đề thi. Cho nên cứ yên tâm về vấn đề đó, đúng không? Còn ở cái phần mà các định nghĩa về từ lấy thì đây chính là cách định nghĩa thôi. Nhưng sẽ có một số trường hợp đặc biệt kiểu như thế. Từ lấy vắng âm đầu hay còn gọi là từ lấy khác phủ âm đầu như là gì nhỉ? Ục, ịch, ủn, ỉn, vân vân. Bé bé có tính được. Bé bé là từ lấy âm đầu. Nếu mà nói đồ số phức tạp thì phức tạp, không phải là phức tạp. Phức tạp ở chỗ là chúng ta có những trường hợp đặc biệt đó, mấy đứa nghĩ ra cho đến khi bây giờ mình mới tìm lên biết thảo luận. Cho nên tiếng Việt là gì nhỉ? Phong ba, linh tinh là có chứ có từ lấy đấy. Thế đó, phong ba bảo táp không bằng từ lấy, không bằng ngữ pháp Việt Nam là như thế. Đó là những cách định nghĩa thôi. Bây giờ mấy đứa thử lên mạng sửa những gì cô thấy cũng sẽ có những cách định nghĩa như vậy. Đó là tiếng Việt đấy. Có nghĩa là một cái giáo trình tiếng Việt nó rất là nhiều. Và ở đây cô đang dựa trên những giáo trình tiếng Việt nó gần gũi nhất. Tự nhân trừ lương, trời trời. Ủa, bé bé là từ lại đoàn bồ mà. Đó, cho nên là vậy đó. Cho nên là bé bé là từ lại đoàn bồ mà. Ủa, lúc đầu nó hỏi là có phải từ lấy không cô, sau đến khi nó hỏi là từ lấy toàn bộ đứa chắc thì chết. Dày dày đánh giá năng lực xong, cái gì mà nhắn tin nhiều thế? Duyệt mấy bàn vào hả? Ừ, chờ cô xíu, ai kêu vào buồn chi? Tôi là tôi dày, tôi tập trung tôi dày, cho nên tôi quên mất vào. Rồi, ok. Ủa sao công tác viên thêm cho cô một cái nha, cô tập trung trả lời cho nó mà nó còn hack não cô này. Từ đầu từ lấy hay không? Ủa, từ lấy toàn bộ, từ lấy ông đâu cô? Trời ơi trời. Bé bé là lấy toàn bộ không? Lấy toàn bộ là bé bé giống như đo đỏ vậy á. Alo? Alo? Ủa? Từ. Coi tổng tác viên này. Tắt chế độ kiểm duyệt. Tắt sao vậy? Thôi, tôi bây giờ đang mù công nghệ mà đang rối não với tiếng Việt lắm. Tí nữa có gì công tác viên bởi sau cắt cho cô nhá. Đấy. Cô đừng rối nào với tiếng Việt đây. Rồi, con gì nấu tụi bay. Rồi, ok, ok. Bình dạng quá. Thật. Rồi nhá, do cô tập trung quá cho nên có mấy đứa vô sau thì cô đơn giản cho các bạn theo cái tư duy luôn. Chứ không là mắc công là cô mất tập trung lịch. Cô bị tụi bay gài bẫy nữa, mệt lắm. Dạy tụi bay là cái não, nói chung là luôn nằm trong cái trạng thái là trực trờ của sự nguy hiểm. Đấy. Năm ngoái cũng vậy, nói chung mấy đứa cứ năm ngoái vào cả các clip của cô. Chắc là năm nay mà nó hỏi nhiều thì xin thầy Dũng thêm buổi. Cô có suy nghĩ việc cái thầy Dũng cho 10 buổi không? Thôi, vui, tôi là đâu có thời gian đâu, trời ơi. Đây. Thầy hay đúng không? Vui đúng không? Vui mà, nói chung tiếng Việt vui. Đúng rồi, dạy tụi bây hồi hộp quá, nó sợ nó hỏi câu nào không biết trả lời nó chắc luôn. À quên, còn thiếu. Tìm cho cô các từ lấy ba đi mấy đứa. Đấy, thấy chưa? Quên thấy chưa? Tìm cho cô các từ lấy ba đi. Thầy Dũng đã có nhiều tiền. Vậy hả? Tụi bay vote đi nha. Rồi thêm rồi. Đây này, chấp nhận. Tắt chế độ kiểm duyệt là vô đâu tắt gì tụi bay? Vô đâu tắt vậy trời ơi. Tôi mù công nghệ. Rồi tìm cho cô từ lấy ba đi mấy đứa. Ừ, sáng còn từ gì nữa không? Đét đèn đẹp mà chứ lầy luôn á. Ôi trời ơi. Tìm lầy luôn thôi. Mệt quá mấy đứa cô mà kêu tìm từ đó cũng mệt từ này quá. Chờ cô xíu cô vô phần cài đặt setting nha. Từ cô xíu.
Chết rồi, từ tí nha. Như chết rồi, tôi vô đây này. Đâu rồi, vô đâu ta? Từ để cô cài đặt. Thật khổ. Rồi, cài đặt setting là cái gì vậy? Trời ơi, trời ơi, trời. Ủa, đâu rồi, đâu rồi? Ở đây rồi, chờ cô xíu, cô tắt cái kiểm duyệt. Khổ ghê á. Mù công nghệ, già rồi mà tụi này cứ kêu chị chết đấy. Đâu vào cái gì? Ủa sao vào cái gì nữa? Tụi bay muốn tắt cái tự động cập nhật yêu cầu rồi. Không phải thêm dung. Mệt quá. Không thấy. Đâu rồi âm thanh màn hình. Ủa? Chờ cô xíu nha. Để cô kiếm kiếm cái tắt phê duyệt ở đâu ta? Trở năng hả? Để nhìn. Không biết luôn á. Thôi. Rồi sau tắt đi. Chịu khó đi. Khổ quá. Mù công nghệ quá. Rất rắc rối quá. Bây giờ thì nhiều quá. Rồi. Tiếp tục. Tiếp tục. Tiếp tục. Nè bây giờ cô sẽ có một số này. Thôi tụi bay đừng có chửi nhau trên 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 kia nhá. Như là gì sạch xanh xanh dựng dựng dựng. Con sát sàn sạt được chưa. Đố tìm được từ lãy tư. Tìm cho cô từ lãy tư. Nu nóng. Vừa phát nhiều đấy. Rồi. Hi ha hi hục. Hăm hăm hở hở. Ở ma ở mở ngốc ngách ngốc ngách. Ok, thông minh rồi, ok. Rồi, duyệt. Xong. Từ đấy. Rồi, tuyệt. Rồi, tiếp tục, tiếp tục. Ok la. Lúc này. Rồi, tiếp tục chúng ta sẽ đến với nghĩa của từ. Vậy thì nghĩa của từ là gì? Nghĩa của từ thì chúng ta sẽ có đó là từ lấy từ là gì? Bận ông. Từ lẫy từ là sao? Ủa, cô dạy từ lẫy từ hả? Không biết, cái này cô không biết luôn á. Có đứa hỏi cô là từ lẫy từ là gì thì câu này cô chả biết đâu, tại vì nó lạ lắm. Nó lạ lắm, nó không có biết, không nhớ luôn á. Dịch Covid xong là không nhớ từ lẫy từ là cô chưa gặp luôn á. Cho nên cô chưa gặp thì chắc là không ra trong đề thi đâu. Từ lẫy tư. Từ lẫy tư, lẫy tư. Trời ơi khổ ghê. Từ lấy tư thấy chưa. Lấy tư. Nhá. Ở quên quên. Từ lấy tư là lấy bốn nha. Từ lấy bốn nha. Rồi tiếp tục. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo. Đó là nghĩa của từ. Thì nghĩa của từ ở đây chúng ta sẽ có là gì đây. Nghĩa chính. Nghĩa chính là gì? Nghĩa chính mình còn gọi là nghĩa gốc, là cái nghĩa đầu tiên hoặc là nghĩa có trước, nghĩa cơ sở để tạo nên nền tảng cho nghĩa chuyển. Hiểu chưa? Rồi, thôi tôi chat đi cho chắc ăn để tụi anh nắm được kiến thức mọi người trong cửa hỏi. Rồi này, này cô nói lại này, nghĩa chính này thứ nhất đó là cái nghĩa có trước của từ, giống như xuân là cái nghĩa này là nghĩa gốc vậy á, và là nghĩa cơ sở để tạo nên nghĩa chuyển đấy, và từ đó xây dựng nên những nghĩa khác. Hiểu chưa? Nghĩa chuyển là những nghĩa được hình thành trên cơ sở của nghĩa gốc. Nghĩa gốc, ví dụ như mùa xuân là nghĩa chính thì bây giờ người ta nói đến tuổi trẻ, người ta thường nói đến tuổi thanh xuân. Vậy thì bây giờ với sự thông minh của lớp này thì tiếp tục kiếm cho cô một từ nghĩa chính và một từ nghĩa chuyển. Các con sẽ viết theo công thức là gì? Nghĩa chính trước, sau đó nghĩa chuyển sau. Tìm ra là lớp này thấy thông minh lắm, vốn từ căng đét luôn. Rồi, lớp vốn từ căng đét nào, ghi ra cho cô này. Đó thấy chưa? Cái lớp này được cái là vốn từ rất là phong phú và đa dạng. Bàn tay, đúng chính xác, tay lái, tốt rồi, học học sinh học tập, học nghệ cỡ, chuẩn, tốt rồi, mắt, bàn chân chân trời, đúng chính xác, tiền án tiền tai, xem lại, tay tay mắt đúng, tay 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 ấm hả, tay ấm khác mà tay ấm khác nha, cái đó cô không không rõ đấy, bà châu gì đây, ngu gì đấy. Thôi bỏ qua rồi, miệng miệng chai, ok cái này thì mấy đứa hiểu rồi đúng không?
Rồi, tiếp tục từ Hán Việt nè. Bây giờ sang từ Hán Việt này. Từ Hán Việt thì hôm trước, à năm vừa rồi, trong gì nhỉ? Trong đề thi gì nhỉ? À rồi, hiểu rồi, đài ngu đúng không? Ừ, để thầy các bạn thì biết. Rồi, bây giờ cô mới nói này. Từ Hán Việt trong đề thi đánh giá năng lực đợt vừa rồi có cái gì nhỉ? Có một câu liên quan tới từ Hán Việt. Đấy, có một câu liên quan tới từ Hán Việt. Và hiểu cho cô, từ Hán Việt ở đây chính là những từ mượn trong tiếng Việt. Nhớ nha. Và thường nó có nguồn gốc từ tiếng Hán. Đó, đó là những từ mượn trong tiếng Việt và có nguồn gốc từ tiếng Hán. Đố mấy đứa, tại sao chúng ta lại rất nhiều từ mượn Hán Việt nào? Trả lời cho cô đi, cái này đừng có chắc, cái này có thể nói tiến nào. Nói cho cô xem nào. Dạ, thưa cô, theo em nghĩ là trong lịch sử Việt Nam mình á, là có tới tận 1.000 năm đô hộ Bắc thuộc lần á. Thế nên trong cái thời gian á, ít nhất phải chịu ảnh hưởng của bên phía Trung Quốc về phía bên mình. Cho nên thì mình không có, nhưng mà mình lại không có chịu bị đồng hóa, thế nên mình đã chơi một cái trò là mượn cái âm của Trung Quốc để ghi âm cái tiếng Việt á. Từ đó mới có nhiều từ Hán Việt xuất hiện. Đúng rồi, chính xác. Định thi ngành gì con? Em đang cũng không biết nữa cô ơi. Nhưng mà con định hướng bên gì? Đây này, mình thấy trả lời hay đó, để nói cho nào. Con định hướng bên gì? Một là theo Bách Khoa như bên đây, hai là chính trị cô ơi. Chính trị hả? Chính trị, Bách Khoa là ngành gì con? Có thể là liên quan tới điện như bên đây hàng IT luôn. Thôi, học khối xã hội đi. Nghe cái giọng không hợp với kỹ thuật đâu. Giọng nói rất là kiểu như rất là tinh tế đấy. Kiểu là rất là quan sát tinh tế, có góc nhìn. Ở đây cũng phải là đánh giá câu hỏi của con, mà cô đoán về giọng nói thì nếu mà được thì nên nghiên cứu các khối ngành liên quan tới xã hội, như là tâm lý học, như là liên quan tới xã hội học, hoặc là những cái ngành chính trị là hợp với con hơn bên tự nhiên. Tại vì cái giọng nghe nó có cái sự thuyết phục, hoặc là có cái sự gọi là có cái sự tinh tế ở trong đó, nó phù hợp xã hội cực. Cho nên là về suy nghĩ ha. Rồi, không phải giáo sư đâu, bạn này thì cũng được, nhưng mà ý là cô nghe cái giọng thì cô thấy có cái xu hướng là bên xã hội nhiều. Hả? Đó, thì đó là một cái duyên cô nói cho. Đó, học khối D cũng hợp, khối D. Rồi bây giờ cô mới nói này, bạn nói rất là đúng. Ta thấy rằng Việt Nam là một quốc gia, ta thấy là sử dụng cái từ mượn từ Hán Việt cực nhiều. Bởi vì nó gắn liền với quá trình lịch sử của dân tộc hơn 1.000 năm Bắc thuộc. Và với cái chính sách cai trị của bọn nhà Hán, đó là muốn đất nước Việt Nam phải thuần hóa chúng ta và làm cho chúng ta đi theo văn hóa Trung Hoa. Và đặc biệt đó là ảnh hưởng về lối sống của mình, để từ đó mình quên đi nguồn gốc cội nguồn của mình. Cho nên vì vậy nó đã ép và bắt chúng ta phải học chữ Hán của nó, được chưa? Và tuy nhiên ta thấy rằng sau một giai đoạn phát triển về văn học chữ Hán, đúng không, thì cái tinh thần tự tôn dân tộc của Việt Nam cực kỳ lớn. Vì vậy đã sáng tạo ra chữ viết, đó chính là chữ Nôm. Nhớ nha, chữ Nôm. Và chữ Nôm ở đây được hình thành bằng những bộ dựa trên chữ Hán. Và sau này khi Pháp sang xâm lược khai thác thuộc địa của chúng ta thì mới sáng tạo ra chữ Latin để dễ dàng truyền bá, và đặc biệt là sử dụng báo chí để có thể là ổn định cơ sở xã hội. Đấy, đó là kiến thức của lịch sử. Và ta thấy rằng chính vì vậy thì hệ thống từ Hán Việt của Việt Nam cực kỳ đồ sộ, phong phú và đa dạng. Tuy nhiên, để chúng ta phân biệt được đâu là từ Hán Việt, đâu là từ thuần Việt phải dựa trên rất nhiều yếu tố. Thứ nhất, về từ Hán Việt thì phải có những cái sự long trọng, hoặc là những giống như là chủ tịch nước thì không gọi là vợ, mà phải là gì? Là phu nhân, đấy, vân vân. Đấy, hay là có những cái ý nghĩa nó mang sắc thái, một sắc thái gì đấy, thì thường đó chính là từ Hán Việt. Và nó sẽ có phát âm gần giống như tiếng Trung Quốc. Đó. Và bây giờ cho cô một số từ Hán Việt mấy đứa biết rồi cô sẽ trả lời. Như là mình sẽ có là sư phụ này, phu nhân này, Giang Sơn, Long Bào, đúng, tinh nhuệ đúng ấy, thiên thư chính xác, Nam Quốc Sơn Hà Nam Đế Cư Tiệt Nhiên Định Phật Tại Thiên Thư, đúng không, linh chuẩn,
linh thiêng, linh hồn, linh khí. Sắp tới cái đề mà mấy đứa được em Rai gửi sách á, từ Hán Việt mỗi đề cô cho một câu, làm chết luôn. Quân tử, linh thiêng đấy, linh khí. Hoặc nhá, mấy đứa có thể có cái mẹo là có những cái từ chính của nó, và sau đó nó phát triển ra ý, nó tương đương với phiên âm của từ Hán Việt, thì đó chính là từ Hán Việt quốc bảo được hoàng thường. Rồi ok, tổng tài không phải nha con, tổng tài không phải nghe. Thảo mộc chuẩn, linh hồn, linh hồn xem lại, nhân quả đúng, tiểu nhân đúng, linh hồn xem lại nha. Rồi long nhãn đúng. Rồi ok, nhất ngôn ok. Thì cái này chúng ta sẽ thấy là mình sẽ dựa vào may mắn là nhiều. Nếu như gặp những từ quen biết thì mình sẽ phát hiện ra từ Hán Việt, và ngược lại. Thì ở đây từ Hán Việt đó là những cái khái niệm. Vậy thì bây giờ ở phần nghĩa của từ, đứa nào không hiểu cái gì thì hỏi đó. Đứa nào không hiểu cái gì hỏi, đặt câu hỏi cho cô nghe. Khoan phòng chờ để cô thêm. Trời ơi, 45 tin nhắn hả? Linh hồn, linh hồn, linh hồn. Xem lại, thử xem lại cho cô cái. Không dễ nhận biết đâu, hay bị nhầm cực luôn, trừ khi có bốn từ và họ cho mình và mình sử dụng biện pháp loại trừ. Sử dụng biện pháp loại trừ, còn nếu như mà cô nhiều khi cô còn nhầm đấy, thật sự luôn. Ở đây cô không phải là nói là cô là cực xuất sắc, cực giỏi để cô có thể là cái gì cô không trả lời được. Bởi vì với tính cách của cô là một giáo viên mà không bao giờ giấu dốt, cái gì cũng biết nó không biết, mà cái gì biết là nó biết. Nhưng mà cô luôn muốn mang đến cho các bạn những cái tốt nhất và những cái là nó đúng chuyên môn của nó, chứ không phải là nói linh tinh như các bạn lên mạng kiếm mấy bài ở trên mạng rồi bắt đầu dạy cho các bạn, không phải. Đấy, khi cô dạy cho các bạn là cô đều phải dựa vào hệ thống giáo trình của đại học hết đấy. Đấy, cô, từ con nghe cô bảo là từ tổng tài không phải. Tổng tài nó không có sử dụng trong hệ thống từ Hán Việt. Hán Việt mà Hán, tổng tài là mới là một khái niệm xuất hiện sau này thôi, hiểu không? Có phải là tổng tài là khái niệm mà tụi con có truyện sau tụi con mới xuất hiện cái từ tổng tài không? Còn từ Hán Việt là mình bị ảnh hưởng từ cái thời xưa ấy, sau mình mới bắt đầu với mới tạo thành ngôn ngữ của mình kiểu như thế, và dùng những cái từ phiên âm tiếng Hán. Phiên âm tiếng Hán nha, cái cốt lõi của cái đó rất quan trọng lắm. Chứ không phải là tự nhiên đọc vô thấy nghĩa nó chung chung giống tiếng Hán là tiếng Hán đâu, cho nên cô nói là rất là khó thật sự luôn. Bây giờ nói là cô cho một cái khái niệm cụ thể, cô không cho được thật sự luôn. Nếu mà khái niệm cụ thể nó chỉ là phát âm giống tiếng Hán thôi, mà bây giờ nói về phát âm giống tiếng Hán mà mấy đứa thấy là gì đây? Cái hệ thống tiếng Hán nó đồ sộ, sao mình nhớ hết được một cuốn sách dày như thế này? Nên là chỉ có cách là mình dùng biện pháp loại trừ. Hôm sau giải đề cô sẽ chỉ cho, yên tâm, tôi có một loạt câu hỏi liên quan tới từ Hán Việt rồi, và đến khi giải đề tôi sẽ chỉ cho các anh các chị toàn bộ các cái kỹ năng mà tôi có đấy. Hên xui, hên thì các anh thi được bài, còn không đó, thì cô bị đuổi việc vậy thôi đấy. Xoái can đâu, no, không phải từ Hán. từ bay đừng có dùng những cái từ mới, nhớ nhá. Đấy, yên tâm không? Rồi. Cô là thấy chắc chết luôn. Ok la, rồi có gì nữa không? Thật khổ. Cô nói thật nha, dạy một tiết đánh giá năng lực nó căng não gấp mấy lần dạy trung học phổ thông quốc gia. Cô nói thật. Di chúc. Đấy, kiến thiết. Những cái từ nó thuộc ngày xưa, thấy chưa? Những cái từ nó thuộc ngày xưa chưa? Cụ âm chân kinh, thôi, con lạy mấy cha mấy mẹ ơi. Được rồi. Lạy hồn. Ok, tiếp tục. Từ đồng âm, giống nhau về âm thanh, khác nhau về nghĩa. Kiếm cho tôi ví dụ đi mấy anh chị nào. Từ đồng âm, giống nhau về âm thanh. Thôi có cái từ gì đằng sau, ông đã thì ai biết đường làm biết gì chơi. Ừ đúng, chính xác, chiến nó đúng rồi này. Đấy, chiến nó đúng rồi đấy. Ừ đúng rồi đó, thằng Thịnh nó đúng rồi đó. Ừ. Chơi đã rồi. Thôi được rồi, ông Thịnh ấy, ông có thể dùng những cái từ nó văn học một tí không? Thật chứ. Nổ. tiếp tục. Mấy ông đứa nào mà hay viết bày nha, bữa sau đừng có kiểu là cô coi cho em thần số học, của em học ngành gì tốt nha. Đường mía, đường đi chuẩn. Rồi, ok, cái này dễ nha. Tiếp tục.
từ đồng nghĩa. Tiếp tục tìm cho cô đi mấy đứa. Ừ, quả tại thôi tụi chết liềm đúng rồi. Ừ, cha tía, ok rồi, tụi bây nắm khái niệm rồi đó. Ok là tiếp tục tiếp tục. Đúng, dạy học trò Hồ Chí Minh nó nhoi, mấy đứa mà đi miền Nam nó nhoi, dạy miền Bắc nó hiền. Rồi trải nghĩa đâu mấy mã, mấy mã mấy ba. Ừ, tâm bảo ứng chuẩn thành này dễ sống. Ừ, trời ơi còn mấy đứa nó giờ nó mới vào cao thấp. Ờ, sang gì hỏi gì con ổn mập. À, ừ khôn ngu trời trời. Ok thôi vậy nhá, qua nhá. Rồi ok là xong nhá, về từ này kia nhá. Thôi thôi được rồi, bỏ văn hóa. Rồi ok, mấy cái này dễ rồi. Bây giờ chúng ta sẽ sang tiếp tục hệ thống từ loại. Nhớ là có câu hỏi gì thì đặt cho cô nghe. Cô không biết trả lời thì thôi, hôm sau trả lời. Còn biết thì trả lời luôn. Đấy, mấy anh nó có đặt câu hỏi mà nó đánh đố nhá. Đánh đố mà kiểu trên trời là cô chịu ấy. Rồi, hệ thống từ loại. Ok là đầu tiên chúng ta sẽ có những hệ thống từ loại như sau. Danh từ. Vậy thì danh từ là gì? Danh từ là những từ gọi sự vật, sự việc. Thường, danh từ thường làm chủ ngữ. À, nhá, gọi sự vật, sự việc và thường làm chủ ngữ. Cái này dễ đúng không? Danh từ thì chia thành hai nhóm danh từ là danh từ riêng và danh từ chung. Danh từ riêng còn gọi là tên riêng, thường được viết hoa. Còn danh từ chung đó là chỉ người, chỉ vật, vân vân. Về danh từ thì dễ rồi, không lẽ không biết nữa thì thôi á. Trời đất ơi. Đây, từ từ, cô sẽ nói. Cái này là cô không có khái niệm, cô nêu nha. Cô sẽ nói dạng nha, chớp được cái nào chớp nha. Trời ơi. Rồi, tiếp tục đồng từ. Đồng từ là từ biểu thị. Thôi bây giờ cho ví dụ đi, quên. Rồi cho cô ví dụ danh từ đi, cô quên mất. Rồi, liệt kê lên ví dụ danh từ cho đỡ quân ngủ nó mấy đó. Cấp 3 rồi nha, cấp 3 rồi nha. Rồi, liên xô là danh từ riêng nha con. Ok, rồi, dễ, yeah, rồi. Top here, đồng từ, cho cô ví dụ đồng từ. Đồng từ là những từ biểu thị hoạt động trạng thái của đối tượng. Thường làm chức năng vì ngữ trong câu. Được chưa? Rồi ok, từ từ rồi dừng tốt kia đã nhận. Bây giờ cô bắt đầu mới hỏi tiếp này. Ở đây có một số động từ tình thái. Đây bây giờ tôi mới nói cái này bắt đầu là chuyên sâu này. Cái này là bắt đầu khó nè, chờ cô xíu nè. Này động từ tình thái. Động từ tình thái tóc biển là về Liên Quân mà chơi. Trời ơi trời. Động từ tình thái thì mình có này. Đành cho vậy. Tôi bị đánh, tôi bị chửi, tôi được 10 điểm. Đấy, động từ tình thái là đành, bị, được, chấm chấm chấm. Động từ chỉ hoạt động. Động từ chỉ hoạt động như là gì? Chạy, nhảy, đi, đứng, vân vân. Nhớ cho cô nha, thằng nào mà ghi bài thì có thể ghi chú vô cho cô. Đấy. Đấy. Rồi, tiếp tục sang tính từ là những từ chỉ đặc trưng tính chất. Cho cô một số tính từ nào. Lùn cao. Bây giờ tiếp tục này. Đẹp trai trời trời, Hồ Quang Dũng ơi, Hồ Quang Dũng. Rồi bây giờ cô mới nói này, tính từ thì chắc chắn dễ, tụi con biết rồi đúng không? Thì bây giờ cô sẽ nói tiếp. Trong tính từ, chúng ta sẽ có tính từ chỉ đặc điểm tuyệt đối. Tính từ chỉ đặc điểm tuyệt đối. Ví dụ như là gì? Xanh ngắt, xanh nhạt, vàng hoe. Tính từ chỉ đặc điểm
tương đối, mấy cái này thì đề thi quốc gia, đề thi trung học phổ thông quốc gia, dạy trung học phổ thông quen rồi, đề thi đánh giá năng lực cũng ra đâu nhá. Mấy cái này thì cô chỉ nói cho khảo, cho mở mang đầu óc thôi. Tính từ chỉ đặc điểm tương đối thì mình sẽ có là tốt, xấu, giỏi, dở, có nghĩa là tương tương thôi, nó không có cụ thể vậy thôi đấy. Rồi bây giờ đài từ nào, đứa nào nhớ đài từ cho cô một số đài từ rồi cô nói khái niệm nào. Mình đúng, cô ấy chính xác. Đài từ là gì? Đài từ là từ dùng để thay thế. Ê Huynh, để xem lại cho cô nha con. Từ từ. Đài từ. Từ. Mì. Thôi, để tôi không đọc chat ra, tôi đọc chat tôi buồn cười lắm, tôi dạy tôi mất ra. À, tôi đọc chat lên tôi buồn cười. Đài từ là những từ kỹ để chỉ rõ, để thay thế, nhớ nha. Giống, và ngoài ra giống như là tôi, ta, vân vân, ngoài ra còn có những từ để hỏi. Cái này nhớ này, ủa câu hỏi này bên em Rai có cho các bạn cái đề cương chi tiết không, chi tiết vân vân đó. Có thể cho file không ta, có đứa nào đây ở rồi thì thôi khỏi rồi. Bây giờ cô giảng nghe, cô giảng nhanh, nhìn cái mồm cô nha, là cô giảng gì nhớ nha. Này cô nói này, lần đầu tiên nữa này, đài từ nhá là chỉ rõ nhá, rồi thay thế nhá. Và nhớ cho cô này, đài từ mình sẽ có đài từ dùng để hỏi. Dùng để hỏi là gì? Mình có này, ai, cái gì, nào, bao giờ, bao lâu, bấy lâu, mấy, bao nhiêu năm, nó cũng thuộc đài từ. Tiếp tục nhìn cái mồm cô mà nhớ nhá. Đài từ để chọn này thì mình sẽ có này, bấy, bấy nhiêu, tôi, tao, tớ, mày, nhớ nha. Đài từ thì chia thành hai cái đó. Nhắc lại này, một đài từ dùng để hỏi bao nhiêu, bấy nhiêu, mấy, và một đài từ dùng để chỉ rõ như là gì, bấy, bấy nhiêu, tôi, ta, tớ, mày. Rồi xong đấy, cứ xong một loạt là cô sẽ hỏi. Thấy thì cô giảng thì nó gắn gọn hơn. Rồi tiếp tục, số từ. Bây giờ về số từ này thì thường để nói đến số từ thì phải nhắc về cái gì, số lượng, hiểu không? Và thường đi kèm với danh từ. Rồi cho cô từ số lượng, không phải kiểu là 1, 2, 3, 4, 5 nha. Để cô cho vào phòng, cho cô từ chỉ số lượng, không phải là 1, 2, 3, 4, 5 nha. Nó để nói là tấn rồi gì nữa, đúng, bao nhiêu này, đồ này. Đây, cô cho một số từ đây này, giống như là đồ tầm bấy nhiêu, chừng khoảng 1 năm trước tôi còn học cô Linh, năm nay tôi đã đầu đại học đấy, khoảng vài tháng nữa thôi tôi sẽ thi được một đánh giá năng lực, hơn mấy năm nay tôi yêu cô ấy đơn phương khờ dài rồi đó, ngót nghét đã 3 năm rồi cô ấy vẫn đá tôi như thường .. Ngoài ra còn có từ gì là 1, 2, 3 đấy, thấy chưa? Đây này à, tôi đang đưa ví dụ này à. Ông ơi, tôi dùng cái từ đồ này, từ chừng này. Đấy, tôi dùng từ đồ đấy. Đây. Cô đang đưa ví dụ này. Ai vậy? Đứa nào? Cái gì mà cười ha ha vậy? Cái gì vậy? Cái thằng nào vậy? Là gì? Đây nè, đồ lắm. Cái gì? Con gọi cái khung chát kìa. Con khung chát nói cái gì? Thằng 0044 nó nói cái gì? Chục, đâu thằng 0044 nó đâu, lại cô coi nào. Lưỡng là gì vậy? Đô gen ten là gì thầy, thằng kia thật tình khăn thình. Trời trời. Ủa alo gì vậy? Cái gì? Cô sao vậy là sao? Người ta đang đưa ví dụ đấy. Sắp tới rồi, con sắp tới rồi, tiếp. Đấy, mời anh em xôn lại ngôn từ đúng rồi đó. Đúng rồi, cái đứa nào đó. Tôi có nhầm rồi chứ. Thôi, rồi, ok. Anh em ơi, nói chung là đừng có đêm có quản lý hả? Trời ơi trời, tụi bay đừng có kia nha. Nè, cô đang đưa ví dụ này. Tụi bay tập trung vô. Đến khi bữa sau đề hỏi số từ hay từ loại gì mà không biết làm là chết đấy nha. Rồi nói học hồ ải là tôi nổi tiếng lắm đấy. Trời ơi trời.
giáo viên nổi tiếng dạy học trò rất hết đánh giá năng lực chắc chết. Tôi nổi tiếng lắm. Rồi, tiếp tục về nè. Nói này, số từ này là từ đồ này. Đồ khoảng bao nhiêu năm, chừng bấy nhiêu năm, khoảng một thời gian rồi. Hiểu chưa? Đấy. Ok là. Thật khổ. Rồi, tiếp tục này, số từ là hiểu chưa không? Số từ thì mình sẽ có những cái từ biểu thị ý nghĩa số và số lượng. Đấy. Rồi, tiếp tục, chỉ từ. Chỉ từ là từ dùng để chỉ chỗ nơi chốn và thời điểm xác định. Kiếm cho cô một số từ nói về chỉ chỗ nào. Đúng rồi, chính xác. Đó, đây, đâu, kia. Đấy, đúng rồi, chuẩn. Rồi, tiếp tục, tiếp tục. Ngoài ra còn có những chỉ từ, chỉ thời gian. Cho cô những chỉ từ, chỉ thời gian nào. Giống như là bây giờ. Chỉ từ chỉ thời gian này, lúc này là chỉ từ chỉ không gian rồi. Bây giờ tìm cho cô chỉ từ chỉ thời gian. Mai, đúng rồi, nãy, mốt, rày, giờ, ok, rồi, hiểu nha. Chỉ từ nha. Rồi, ok, tiếp tục. Chết mà. Tụi bây đừng có chat linh tinh nha, đừng có chat tục lên đây nha mấy đứa. Chat thì đùa đùa, giống như mình chat mấy cái từ khóa mà nó kiểu như đùa đùa cũng được, nhưng mà đừng có chat bầy rồi chửi nhau ở trên cái lớp. Đấy. Rồi, tiếp tục về trợ từ. Nè, trong đề thi đánh giá năng lực năm vừa rồi có một câu liên quan tới trợ từ. Từ những trong những từ sau đây không phải là từ trợ từ chấm chấm chấm. Có nha, hôm sau giải đề cô sẽ giải cho mấy cái câu như vậy. Đó. Vậy trợ từ là gì? Trợ từ. Đứa nào biết trợ từ nào? Trợ từ là những từ dùng để bổ sung ý nghĩa hoặc là nhấn mạnh một điều gì đó. Hiểu không? Ví dụ như tôi có những 5 tỷ đồng. Có những 5 tỷ đồng có nghĩa là nhấn mạnh. Cái việc là tôi có đến 5 tỷ đồng là dùng từ những 5 tỷ đồng. Nhưng cái đoạn mà cái từ này gì? Tôi có những 5 tỷ đồng so với những bông hoa kia nó khác nhau. Nhớ cho cô, trợ từ đều mang mục đích, đó chính là nhấn mạnh, hiểu không? Chính em là người anh yêu nhất, nhân vật chính nó khác nhau hoàn toàn. Nhớ cho cô, trợ từ là mang ý nghĩa nhấn mạnh, hiểu chưa? Đấy. Dễ yeah. Từ bây tập trung là học xong nhanh này, bữa sau mình còn thời gian mình làm cái khác này. Rồi, tiếp tục. Thán từ, đúng rồi, các bạn xem mình trợ từ được. Rồi, thán từ cho cô nào, thán từ là những từ chỉ gì? Cảm xúc, ví dụ nào. Ghê thế trời. Cái từ mà mình chửi thề rồi đó cô là thán từ đúng không cô? Dạ, chỉ cảm xúc đó. Vâng. Trời ơi trời, không lẽ trong đề thi ra cho mấy anh mấy từ chửi thề. Đó lại cười ha 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 lầy luôn. Cô, con kích nó đi cô. Kích cho nó khỏi đi con. Kích cho nó biết rồi. Kích sao vậy? Trong anh nó có hiềm khích với con á. Cô cứ kể nó đi cô, nó làm sao á. Cô, kích nó đi cô. Tụi mày có hai anh chị thôi đi. Hai anh chị mà sao tôi cho cái tắt mic đi. Trời ơi trời, khổ lắm. Ừ, trời ơi. Trời, nhớ nha, thán từ thì hiểu nha. Những từ cảm thán, ôi trời ơi. Đấy, vậy đó, kiểu vậy. Thán từ ít ra lắm. Tình thái từ là gì? Thì những từ chỉ sắc thái, cái này nó cũng qua quan hệ từ. Là những từ, cái tình thái từ thì nó không còn kia nữa, không có thừa ra nữa. Mà chú ý cho cô đó là cái từ quan hệ từ á. Quan hệ từ là những từ mà nói về gì nhỉ? Các mối quan hệ. Giống như là gì? Nhằm mục đích là kết nối từ. Kết nối từ ra sao nào? Nói cho cô, ví dụ như cô có từ của nào. Giống như từ của thì mấy đứa sẽ viết câu từ của đó trong cái câu mà dùng làm quan hệ từ là gì nào? Cô có từ của và mấy đứa có một câu có từ của mà là trở thành từ của, là trở thành quan hệ từ để làm cho cái câu nó có sự kết nối, hoặc là cái vế nó có sự kết nối nào. Đứa nào làm được nào? Nè, từ của này. Đấy, từ của. Làm sao đó cho từ của thành quan hệ từ cho cô nào?
đồ của con. À, đồ của con là đúng này. Đúng rồi. Tiếp tục này, có những từ này. Tiếp tục. Bởi. Kết nối câu nha. Kết nối từ nha. Không phải là bởi vậy. Ok, cô lại nhắn thằng Thình chứ. Chết rồi, nó nhảy lên. Từ bởi này. Cho cô cái từ bởi này. Đúng rồi, chính xác. Thằng Khang đó. Đúng rồi, đó. Thằng Khang nó học chuyên sắc mà tự nhiên đuổi nó. Đúng rồi. Đấy, kết nối lên. Tôi đi làm bởi tôi không có tiền. Rồi, chính xác. Từ ma nào. Kết nối cho quen. Từ mà. Ừ, đúng chính xác. Tôi sai mà bạn tôi đúng chính xác. Vậy nhớ cho cô quan hệ từ nhằm kết nối từ nhé. Kết nối những cái câu, những cái ý lại với nhau. Đó là quan hệ từ. Tôi hướng nội mà tôi thích giao tiếp. Lầy luôn á. Còn lường từ là những cái từ dùng để gì nhỉ? Đi liền với danh từ để nêu về số lượng nào. Giống như lượng từ thì mình sẽ có này. Ví dụ như lường từ là cô sẽ đánh cho một số lượng từ này. À, như từ gì đây? Những này, các này, một này, mọi này. Đấy, đó lường từ. Lường từ nha các anh chị. Lường từ đó nha. Đấy. Ok la. Rồi bây giờ có cái gì thắc mắc thì hỏi cô. Hỏi ở phần từ loại này này. Mấy giờ rồi? Ui dồi ôi, mới chạy mơ hả? Cách gọi khác thôi. Nó vẫn như nhau con. Nó chỉ là cách gọi khác thôi. Một là người ta sẽ dùng số từ, hoặc là người ta sẽ dùng lượng từ. Vậy thôi, đó là cô ghi thêm ấy. Đáng lẽ nếu mà dùng là dùng số từ nhiều hơn. Số lượng đều nói về số lượng ấy. Một là lượng từ hay là số từ? Lượng từ. Cả hai luôn con. Nói chung là số từ và lượng từ nó tương đương với nhau. Nó cũng như nhau thôi. Một là cũng là kia luôn. Như nhau. Đúng cùng điều biểu thì số lượng như nhau luôn. Nhớ này, khi mà cô hỏi nó số từ và lượng từ là như nhau thì trong đề thi không có đánh đố bằng kiểu đó. Có nghĩa là không yêu cầu em xác định cho cô số từ, không xác định cho em là lượng từ. Hiểu không? Ý cô hiểu không? Có nghĩa là cô chỉ dạy thêm kiến thức cho mấy đứa thôi. Chứ trong đề thi làm gì có đánh đố đâu, đừng có phải lo xa. No, trợ từ chưa chắc là tràng từ nghe. Trợ từ mục đích của nó là nhấn mạnh. Hiểu không? Giống như là tôi có những đó, hoặc là đích thị là nó. Còn tràng từ đôi khi là tràng từ chỉ thời gian, chỉ nơi trốn, vân vân. Đó, vậy thôi. Hiểu không? Nhá, trợ từ chức năng của nó chính là nhấn mạnh một điều gì đó. Đó. Còn lượng từ và số từ không phải phân biệt đâu nha mấy đứa. Nó cũng tương đương nhau thôi. Nó không có ra một đề mà có cả lượng từ. Rồi con đặt đi, đặt câu hỏi đi, cô trả lời cho. Để tôi ráng tôi đấu trí với các anh các chị thật sự luôn. Cái này là nhảy đánh giá năng lực là ngang với đấu trí. Đấu trí nha, con bắt giải stress này, coi bói này, rồi thần số học này, nhân tưởng học này, tâm linh học này, chuẩn nghề này, trời đất ơi. Đúng khổ. Rồi, còn gì nữa không? Rồi, nếu còn gì mình học nha. Thôi, tiết học bác Lenin, anh về nhà anh học đi, ngày xưa tôi rớt môn đó. Tôi học đại học sư phạm, tôi rất môn đó. Lịch sử nữa không cô? Ngoài môn văn nữa, cô còn dạy môn lịch sử nữa không cô? Sao mày biết hay vậy? Con làm sao con không biết được. Con đã nói rồi, có gì con muốn biết là con biết thôi. Ghê thật. Con đó cô, có người không tin con. Tại sao con biết con bạn ấy? Ai vậy? Chẳng biết. Ai nói cô dạy lịch sử vậy? Không, chả ai nói rồi, con tự tìm. Cô nó xẻo cô trong cái video cũ có hả cô? À, năm ngoái là tôi gặp những cái chiến thần lịch sử, gọi là chiến thần nha. Chiến thần là sao? Nó hỏi cô ơi các bộ tộc Âu Lạc như thế nào, cô ơi tàu khừa ra sao, cô ơi sự sử là tôi cuối cùng tôi dạy văn mà cái lớp đó thành cái lớp sử mà trong khi đó đề thi đánh giá năng lực
có ra cái đó đâu. Đây thì đánh giá năng lực là ra sử 12 là lịch sử Việt Nam giai đoạn 19 đến mấy là bắt đầu của các thác thuộc địa chấm chấm chấm. Hả? Đâu? Mà, cái năm nào con coi cái đề nào đó mà nó kêu nó hỏi chương định sinh năm nào. Tự nhiên hỏi cái đó làm chi vậy? Cô không nhớ đâu. Cô chỉ biết là phân tích về lối đánh này, các cái chiến thuật quân sự với lại chính trị thôi. Cô dạy sử mà, cô dạy văn sử địa mà. Nhưng mà cô dạy em trai thì cô dạy có tiếng Việt thôi. Tại vì bình lắm, trời ơi, dạy sử dạy địa rồi tôi không có soạn được nổi, tôi mệt lắm, tôi nhức đầu á. Rồi có một bạn hỏi cô là thôi bây giờ nghỉ gì nghỉ giải lao 5 phút đến 2:35 nhá, mất công học nhiều mệt. Có đứa hỏi cô là cô ơi, học sư phạm vui không? Con thi sư phạm. Thì thực tế nếu như mà học sư phạm mà Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh á thì cái kiến thức chuyên môn của mấy đứa đó nó phải tầm rất là cao và rất là cực, học rất là cực thật sự. Còn nếu mà muốn học khỏe thì con sang học Đại học Sài Gòn thì nó sẽ khỏe. Nhưng mà theo lời khuyên của cô, nếu như mà học sư phạm thì nên học sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ha. Thì cái lượng chuyên môn kiến thức của các con ra mà chọi với người khác là như chọi đá, chọi vậy này. Giỏi, nói chung là học sư phạm ra thì thường giỏi, nhưng mà điểm yếu của học sư phạm Hồ Chí Minh ra là cái kỹ năng thiếu lắm. Đó, cái kỹ năng nó thiếu, nó không có kỹ năng, tại vì mình ăn rồi mình làm luận văn không à. Mệt lắm. Thôi tôi không dạy giáo dục công dân đâu. Đó, đấy. Giáo dục công dân ai dạy? Lịch sử Việt Nam, trời ơi, lịch sử Việt Nam dễ ẹp, chống Pháp, chống Mỹ. Tụi bay học, bữa sau học có anh nào nói dạy trong MRI dạy nè. Trong lớp này có ai là chiến thần lịch sử đâu. Lớp kia kìa, cái lớp mà cô quay lại ấy, có những cái bàn học cực tốt. Người ta nắm kiến thức lịch sử kinh lắm. Người ta nắm chuyện gì? Mỹ sử thế giới được không cô? Sử Mỹ chiến tranh thế giới thứ nhất, thứ hai hả? Phe đồng minh, phe phát xít này hả? Cô ví dụ nội chiến Mỹ rồi các kiểu rồi. Ôi mày học làm gì? Cô không thích nội chiến Mỹ, cô thích học lịch sử Việt Nam à. Cô thích lối đánh gì nhỉ? Du kích đấy, rồi cô thích Trần Hưng Đạo à, đấy kiểu vậy đó. Wow. Rồi bây giờ trong lúc mà nói chuyện nè, thử lấy cho cô mấy từ viết đúng chính tả những cái đứa mà chưa coi video đi, rồi bữa sau cô cho làm đề vở. Biết chứ, trời ơi, đây nè, đâu rồi ta? Đây nè, tôi sách nhiều lắm, nghiên cứu nhưng mà cô không có nghiên cứu sử thế giới nhiều đâu, giống như là gì đấy, Việt Nam 3 lần thắng quân Nguyên Mông. Cô thường hay đọc những cái sách nó kiểu vậy nè, nó cũ, nó khá là cũ, nhiều lắm, sách nhiều lắm. Có sách tâm lý học nữa, có đợt trước có đứa nào mượn mà cô chưa cho nó mượn, nhiều lắm. Nói chung sách của cô nếu mà sách về lịch sử thì cực nhiều. Rồi bây giờ nè, thôi rồi dạy tí 5 phút được rồi đó, đi đánh nhanh thẳng nhanh sang đánh chắc tiến chắc. Cái này là về Điện Biên Phủ nhá, Điện Biên Phủ. Đấy. Sư phạm đi, học sư phạm hơn tâm lý học nhiều. Đúng là trong những cái đứa nào mà ham học đó, mấy đứa tìm cho cô ghi câu 1A, 2B, 3 gì đi. Còn những cái đứa nào nó mà xàm cho nó nghỉ giải lao thì không, nó mệt. Cô nói này, nếu như mà anh nào mà xác định đi làm giáo viên á, học sư phạm á, thì làm ơn là mình yêu nghề. Tại vì với nghề sư phạm á, nếu như mà không yêu nghề á, thì không bao giờ thành công được đâu. Thật sự luôn, cô nói thật. Cái này là cô khuyên theo cái góc độ của cô, là nếu mà yêu nghề thì mới sống được. Còn thật sự mà không yêu nghề mà theo sư phạm thì chắc chắn là sẽ bỏ, hoặc là mình trở thành một cái người không có đạo đức, không có tâm, kiểu thế. Đấy, còn với những bạn á, mà thi xu hướng công nghệ thông tin á, thì nếu như mà các bạn giỏi á, thì các bạn nên học trí tuệ nhân tạo. Những cái ngành nó của tương lai đó, cái lương, mức lương của các bạn sẽ rất là cao. Còn nếu như mà mình cái năng lực học của mình trung trung mà mình còn đam mê về máy tính đó, thì bạn học bình thường được, và sau đó các bạn từ trau dồi chuyên môn sau. Thực tế luôn, bởi vì trong cuộc đời của con người á, thì nó có cái sự biến số cực kinh khủng. Thực tế là khi mà mình biết về ngày sinh, biết về cái này cái kia, thì mình thấy là biến số cực kỳ kinh khủng. Giống như là ngày xưa cô cái kiểu là cô không phải là một cái người già nói đâu, thật sự luôn. Ngày xưa lớp 12 là cô hát đứng văn nghệ mà còn cúi mặt xuống đất, mà đến sau 2 năm ra chiến trường đời sinh viên, bắt đầu cải thiện kỹ năng, rồi bắt đầu cò sát đi làm thêm này kia, bắt đầu con người mới nó hiền lên mình à. Cho nên vì vậy những cái tố chất mà mình có hiện tại nó chỉ mới là tiềm ẩn thôi. Còn cái mà các bạn sẽ va vấp và các bạn trưởng thành đó, nó sẽ là tương lai của các bạn. Cho nên vì thế mà những cái bạn nào mà cảm thấy bản thân mình là sống hướng nội nhưng mà kiểu như thử là không tự tin, thì nói chung là thời gian nó sẽ trả lời tất cả, thật sự luôn. Cho nên cô nói là nếu mà có thời gian thì cô sẽ có những cái buổi mà cô sẽ định hướng cho các bạn, hoặc là cô sẽ có những cái
trải nghiệm, nói về những cái trải nghiệm á, về cái việc mà cô dạy học trò, có những đứa nó học rất giỏi, nó rớt sau sang năm nó kiếm lại chính mình, nó thi lại một cái ngành khác hoàn toàn, có luôn. Thì sau này nếu mà có duyên thì cô sẽ nói thêm. Rồi bây giờ cô sẽ sửa đề nhé. Ngoài ra hơi siêu. Đấy, rồi, bây giờ cái này thì đâu, chúng ta sẽ trả lời một số câu liên quan cái này, thì cái bài cũ cô đã có làm cho mấy đứa rồi, thật sự luôn, cái clip cũ để cô cho, để từ từ để sửa xong cái này thì mình sang cái mới. Thực tế nhá, cái câu chính tả này thì hạn chế sai, bởi vì thực tế là cô thấy trong cái đề thi đánh giá năng lực á, họ cũng không có đánh đố mình lắm đâu, cho nên vì vậy á, mấy đứa đừng sờ quá khó. Câu 1A là đúng rồi này, dễ cùi này, chim là chim này. Rồi, câu 2 lững thững này là đúng rồi này, chính xác. Câu 3 là gì, dục giả hay là giới sắc? Đây, câu 3 từ nào đúng, là thúc dục là cái nào cô? Lững thững là cái ngã. Lững thững, đấy, đứng lững thững dáng đi. Ba có đứa C, có đứa B. Dục giả đúng không? Theo mấy đứa cô C dục giả. Cái này là cái bộ đề này là nằm trong cái sách của đề mà thi Hồ Chí Minh, là cái tiếng Việt là cái từ ngữ thường họ ra trong sách thực hành tiếng Việt ấy, giáo trình thực hành tiếng Việt ấy, cho nên là có những cái từ mình sẽ được gặp. Rồi. Đâu, tiếp tục 3, giới sắc đúng rồi. Quên, để cô khoanh với cho tụi bay quên. Thật chứ ngồi nói quên mất. Văn là nhiều đứa nào cô ơi, em đề xuất 10 buổi văn. Trời ơi, tụi bay ơi, có 20 câu mà tụi bay làm như thử là chục câu ấy. Rồi, đúng chính tả nè. Thứ nhất, dạ cùi, thấy chưa? Con chim ấy. Rồi, thứ hai là B, lững thững. Được chưa? Rồi, thứ ba, bây giờ mình mới xác định xem từ đúng chính tả là từ nào. Thúc dục có đúng chính tả không? Theo tụi con là thúc dục từ đúng là gì nè? Bây giờ tụi con chát từng đứa đi. Được. Thúc dục đúng rồi, chính xác. Rồi từ dục giả. Dục giả chính xác, đúng. Bây giờ con giới sắc với du cư, thực tế nha, giới sắc nó mình đọc có lẽ đúng. Nhưng mà nó mà kiếm vào cái hệ thống từ ngữ tiếng Việt đó, thì giới sắc nó không có đâu. Đó, cho nên vì thế là nó là biết đâu. Dục giới sắc, du cư. Vậy cái gì là gì? Du cư hay là giới sắc? Du canh du cư, có từ du cư mà. Biết từ du canh du cư không? Du là đi. Ủa, không biết thật đó hả? Đây nè, có từ du canh du cư mà con. Từ giới sắc mới sai ấy. Trồng trọt, canh tác với ở mà cứ di động giống như dân du mục hồi xưa đó cô. Hay sao cô? Du canh du cư này. Anh gì ta? Anh gì vừa nói cô quên rồi đó. Anh Thình có người yêu trên này hả anh Thình? Không cô ạ. Ủa thế tụi nó nói nè. Nè, du canh du cư này. Giới sắc nó không có. Gì? Nó nói cô là sao cô? Nó nói là thằng kia nó có nhiều người yêu trên này lắm. Ôi sao nhiều à, người vợ con của. Quên, điền nhầm. À. Đấy, được chưa? Cô từ giới sắc nè, cô giới sắc nó có nè. Đâu mà có, không có trong từ điển. Bữa trước tôi có một cái clip mà. Giới sắc có nghĩa là kiên sắc dục. À không? Mày điên vừa thôi. Đây giới cái con nói clip mà, con đang tra nè. Thôi ông ơi, ở trong sách. Đúng đó, thằng Thình nó nói đúng đó, biết cô bị liều luôn. Ông nội ơi, cái giới sắc này trong từ điển, hệ thống từ điển không có ông ơi. Thật khổ. Đúng đó, biết cô bị liều đó bay ơi. Cô nói đúng, người già mà dạy đánh giá năng lực dạy không nổi đâu. Chỉ có những người như cô đây nè. Đấy. Rồi, tiếp tục. Câu 4 là gì tụi bay? Khổ lắm, trời ơi, giáo viên khổ lắm đấy. Khổ. Rồi, câu 4. Đúng. gian dối xong đúng rồi đó, lớp này ghê trời. Rồi tiếp tục rồi lửa dần dỗi chuẩn rồi. Bây giờ cô để cô mở một cái đề chính tả cho tụi con làm đấy nhá, chờ xíu thôi. Chính tả mình học nhanh mà, bữa nay mình học nhanh
Chết chết, mình định ấn vào kết thúc cuộc họp. Chết tôi. Đâu rồi. Dừng chia sẻ. Trời ơi, cái anh Thình anh nó để cái avatar gì mà ảo gì trời. Trời ơi trời. Ảo là sao cô? Ảo á, có nghĩa là không có giống mình á. Kiểu như là con người xa lạ á. Giống giống con. Không giống đâu. Ủa, cô không chưa thấy mặt con hả? Mặt con vậy đó, bữa trước con chụp ngoài Hà Nội thôi chứ khác gì đâu. Anh đi Hà Nội làm gì vậy? Dạ, con thi tranh biện á cô. Ghê trời, giỏi trời, chắc gì cái mộ leo quét. Rồi làm cho cô cái nào. Làm cho cô cái đoạn cô một cái nào. Từ nào sau đây cái sai chính tả. Ok la, đúng rồi. Dối trá, tiếp tục. Ờ, cái câu chua chưa dày. Đây đây đây. Câu 6 nào. À đây, có đứa sai, có đứa đúng rồi. Đó. Đó, đó, câu 6 nó bắt đầu sai rồi đó. Rồi, chính xác. Chúng tôi đã đi du nhập. Trời ơi trời, đứa nào mà điền đi du nhập thì trời. Trời ơi trời. Chúng tôi đã đi thâm nhập. Xâm nhập là bất hợp pháp nha, cho nên thâm nhập mới đúng. Thâm nhập vào thị trường. Chết rồi, thấy chưa? Sai một đống luôn, ông Thắng bà Thủy. Trời đất ơi, chết tôi rồi. Đâu rồi? Từ từ. Tiếp tục, tiếp tục. Đâu? Thâm nhập tìm theo nghĩa của câu mà con. Ừ, câu này dễ này. Ok, chính tả đi dễ mà. Tiếp tục. Câu 6. Đi vào chỗ trống nha. Ừ. Câu 6, câu 6. Đấy, đấy, đấy. Câu 6 lên bắt đầu sai cả đống rồi đó. Anh ấy vừa được chấm 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 làm hiệu phó chuyên môn, trong khi đó hiệu phó chuyên môn là một cái chức vụ cao mà, cho nên mình phải dùng từ gì? Đề bạt. Câu C mới đúng này, chưa? Cái gì vậy? Cái gì mà cười vậy trời? Tiếp tục làm câu 1, câu 2, câu đề 4 cái nào. Mất câu. Không sao đâu trời ơi trời. Đề 4. Kiểm soát, kiểm kê. Ủa sao cái đề này mình làm lỗi vậy? Kiểm tra chất lượng là một quá trình đảm bảo khách hàng nhìn đúng. Rồi ok, câu A dễ. A. Rồi câu 2. Câu 2 mấy đứa? Ừ đúng rồi, B mang máng, đúng rồi. Tiếp tục, tiếp tục. À đây. Rồi, tiếp tục, câu 19. Trời đất ơi, mấy má ơi, lúc nãy cô có dạy mấy má từ gần nghĩa không mấy má? Lúc nãy cô có dạy mấy đứa từ gần nghĩa không? Trời ơi trời, tôi giả lấy một cái cặp từ gần nghĩa, tôi lừa mấy đứa mà mấy đứa điên từ gần nghĩa như thật. Chết tôi rồi, giáo viên vừa dạy xong, nghĩa của từ có hệ thống gì? Chết tôi rồi. Rồi rồi, ok, đúng rồi, từ đồng nghĩa. Chết tôi rồi. Rồi làm hai cái nữa này, mình học lần mới này. Câu 1 đề 5. Viết sai. Tẻ ngắt. Lã tả. Ngô tẻ. Bắt đầu sai đấy lên kìa trời ơi. Tẻ ngắt. Tẻ lã tả. Ủa nước mắt lã tả rơi. Hay là lã tả. Thật chứ. Đúng rồi, B mới đúng. Cái từ đúng của nó là lã tả.
đúng rồi. Tại vì là tả tại vì con hay khóc nhiều á cô, con hay khóc nhiều nên là con biết cái này. Có từ lả chả rồi nha, nước mắt vâng. rơi lả chả nữa có rồi đó. Ngày nào con cũng khóc á cô. Thôi yên cái mỏ anh đi, anh là cái mỏ thôi, trời ơi trời, anh lên anh tán gái không có em nào đâu. Anh thể hiền quá à. Anh thể hiền quá à. Trời ơi trời, biết anh là chàng trai đa cảm ấy đó. Rồi, được chưa? Trời ơi, thừa quá, hay ra dẻo quá, đúng rồi đó. Rồi, tiếp tục học tiếp, học một mục nữa nghỉ ngang. Ok là con thân số là để buổi cuối đi, cô dạy xong cô kia cho. Rồi. Đây, tiếp tục là mình sẽ nói đến các lỗi chính tả thường gặp. Đấy. Thì cái này cô cùng clip kia cô cũng dạy rồi, thực tế là cái đơn vị kiến thức nó như nhau ở phần từ và câu thôi. Sau này dạy sang văn bản thì cô cũng sẽ dạy khác lại thôi, còn cái phần đầu nó vẫn là chung một slide vậy. Vậy thì các lỗi chính tả thường gặp đó chính là gì nhỉ? Một là lỗi nắm không được các quy tắc chính tả. Có nghĩa là mình không biết là à y ngắn sẽ đi kèm với gì, từ nguyên âm sẽ đi kèm với gì, phụ âm đi kèm với gì. Nói chung là nếu như mà theo lý thuyết là như vậy đấy. Tiếp tục, không nắm được sự tương ứng giữa chữ và nghĩa. Thôi nói chung lỗi do phát âm không phân biệt, do là gì nhỉ, vùng miền này kia mình không biết, sai dấu thanh cũng là một lỗi. Nhưng mà thực tế bây giờ này nè, cô ghi đó là phần lý thuyết thôi, còn cái thực hành nó khác lắm. Cho nên vì vậy thôi, với chính tả thì cô muốn mấy đứa để ý phần thực hành nhiều hơn. Còn cái phần mà liên quan tới kiến thức cơ bản thì cái này khỏi ha. Đấy, ghi ra đây vui thôi, chứ còn để nhớ thì nó khó lắm. Vậy thì tiếp tục, một số lỗi thông thường về dùng từ. Đầu tiên, dùng từ không đúng hình thức ngữ âm. Nhiều khi đó là từ sai chính tả, nhiều khi là những từ không phù hợp với ngữ cảnh, người ta gọi là sai hình thức ngữ âm, hiểu không? Giống như hiến máu là để truyền máu cứu người là một việc làm nhân đạo đấy, hay là họ đã xâm nhập. Ví dụ như tại sao xâm nhập này là không đúng nào? Đứa nào nói cho cô nào, tại sao xâm nhập phần này là không đúng nào? Alo? Con nghĩ là xâm nhập là nó mang cái ý nghĩa tiêu cực đó thôi, giống như là đúng rồi, ý nghĩa tiêu cực, bất hợp pháp, chính xác, phi pháp, trái phép, vậy là sai ha. Xâm nhập trực thể là nó không hợp lý đấy. Rồi, hiến máu để truyền máu cũng là sai đúng không? Bởi vì truyền đúng đó, phải là truyền hướng dài hơn đó. Giống như từ truyền này mình có những cái câu nào nó hợp lý về từ truyền chờ nào? Anh ấy truyền bóng từ vị trí này xuống vị trí này, ví dụ vậy cô. Đúng rồi đó, xuất sắc thì anh Thình hả? Đúng là con người, người đàn ông đồng cảm với môn văn. Anh ấy vừa được đề đạt có nghĩa là đề đạt lên một cái chức vụ nào cao. Anh vừa mua món quà để dành tặng em. Ví dụ như dành và giờ dành thì nó khác nhau chỗ nào? Dành này là thuộc dành gì con? Dành mà cô chú chiếu trên này này. Dành giật. Đúng rồi, dành giật, tranh giành. Còn từ dành giờ là dành gì? Là sự gì đấy? Sự cho đi. Đúng rồi, sự cho đi, sự trao gửi là từ dành. Đấy, yêu mà không cần nhận lại, dành hết trái tim cho em. Đó, kiểu như vậy. Đấy, phải hiểu được mặt câu thì mới gì nhỉ? Hiểu được nghĩa của từ. Che giấu thì ở đây giấu là phải di giấu. Đó, kiểu như vậy. Cái này cô lướt nhá, để cô đẩy sang cái việc mà mình luyện đề. Mà tôi cô mà lướt là mấy đứa tiết kiệm được thời gian đấy, sau mình có thời gian khác. Tiếp tục, dùng từ không phù hợp với khả năng kết hợp từ, có nghĩa là hai cả cái phần từ và cái phần câu nó không có sự logic với nhau, hiểu không? Đấy, đúng, giống như là đa phần công nhân. Ở đây công nhân làm gì có nhiều thành phần hay gì đâu, mà người ta sẽ dùng từ là gì? Đa số công nhân. Đấy, hay là những khuyết nhược điểm cần sửa chữa là. Ví dụ như ở câu này chúng ta sẽ thay thế bằng từ gì mấy đứa? Khuyết nhược điểm này. Thì khuyết điểm là cô. Vì sao lại từ khuyết điểm? Tại vì hai cái đó nó lập rồi. Bây giờ một là khuyết điểm. Mà cũng không phải nữa. Nhược điểm là cái điểm yếu. Chứ còn cái khuyết điểm là cái điểm gọi là còn thiếu, còn bị sai. Thì mình nó mới sửa.
Đúng rồi, chính xác. Thì vậy là đúng rồi, phải là từ gì? Nhược, đúng rồi, nhược điểm mới đúng. Những nhược điểm cần sửa chữa. Ủa, nhược điểm, khuyết điểm. Khuyết điểm là những cái điểm mình còn thiếu, đúng không? Còn nhược điểm là mình còn yếu. Vậy thì yếu mới cần sửa chữa chứ. Đúng rồi, khuyết là không có, vậy là đúng là những nhược điểm cần sửa chữa mới đúng. Nhớ nha, khuyết là không có đấy. Đấy, bắt đầu vô cái câu từ là bắt đầu đánh. Cái này mà tụi bây mà học giải đề á, học giải đề nó mệt lắm, nhức đầu lắm. Đó. Rồi, đúng rồi đấy, anh Châu là đúng rồi đấy. Chỉ phải đấy, đấy. Ủa sao tụi bây học 11 nhưng mà tụi bây còn 200 đứa gì lắm nhỉ? Trời đất ơi, khiếp. Đúng là siêng học. Mọi người đều ca thán quá nhiều về lối làm việc của cán bộ phường và nạn tham nhũng hiện nay. View out. Rồi, mọi người đều ca thán quá nhiều về lối làm việc của cán bộ phường và nạn tham nhũng hiện nay, thì từ đúng là từ gì? Trách móc cũng được. Thán, thán quá nhiều là gì? Giống như từ ca thán mình sẽ dùng gì? Kêu ca, đúng rồi, kêu ca cũng đúng. Than Than vãn phiền. Than vãn quá nhiều về việc lối là than vãn, nó hơi nó không hợp cái ngữ cảnh một tí. Than phiền này, than phiền hợp, đúng rồi. Than trách quá nhiều, than trách nó không hợp, là than trách nó quá nhiều. Phê phán, mọi người đều phê phán quá nhiều. Phê phán cũng được, nói chung là từ này sửa được nhiều cách lắm đấy. Nhớ nha, hiểu nha, phải có sự logic hợp lý với nhau nha. Ủa vậy là lớp thầy Dũng là hay có view ảo lắm hả? Thường là cô thấy là khoảng mấy chục người thôi, sao đợt này lên mấy trăm ghê vậy ta? Ghê thật đó. cô Ôi, dạy là cái đa phần, nhưng cô tại sao đa phần? nè, về cô dạng này, đa phần gắn liền với công nhân, ví dụ như đa phần công nhân và những người lao động chân chính. Vậy thì công nhân và người lao động chân chính có xếp vào cùng một vị trí không, hay là công nhân, nông dân, binh lính, vân vân? Có nghĩa là hai cái yếu tố này là nó như thế nào đấy, nó không cùng thành phần với nhau, cho nên nếu mà dùng từ đa phần thì nó không hợp lý. Thì mình nếu mà dùng hợp lý là dùng cái từ đa số, hiểu không? Nó liên quan tới nghĩa của cái từ nối của nó. Đó. Đấy, nói chung là cũng hơi hơi rối đấy. Thử 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 nghiệm lại này. Đa phần là ví dụ như là cô có một cái dự từ đa phần. Đa phần lớp em các bạn đều học giỏi. Ví dụ như nó cùng nằm chung cái lớp học đó, hiểu không? Các thành phần nằm chung cái lớp học đó. Nhưng mà công nhân và số người lao động nó không cùng chung một thành phần với nhau. Cho nên vì vậy là mình không dùng từ đa phần được. Người lao động chân chính này, một cái là nói về giai cấp này, một cái là người lao động chân chính, nó không có kia không có hợp lý cái logic với nhau đấy, kiểu thế. Rồi, em mất gốc tiếng Việt à? Mất gốc hay đó, cô mất gốc đây, cô dạy tiếng Việt mà cô còn mất gốc đây. Thật sự mà đúng, để giáo viên mà dạy cái này là nó rất là gọi là áp lực đấy, thật sự là áp lực dạy cái này này, dạy năng lực. Tại vì cái kiến thức giáo viên phải tổng hợp toàn bộ từ chương trình đại học đi xuống, thật sự luôn. Bởi vì trên trên trường phổ thông thì chúng ta chỉ học mấy cái chung chung, không không có học kiểu kỹ như thế này đâu đấy, cho nên giáo viên nó áp lực lắm, mà gặp học trò chết luôn. Rồi, dùng từ không đúng nghĩa để mình học cho xong phần này mình nghỉ. Dùng không, học xong cái mục này thôi, còn mấy ý thôi. Dùng từ không đúng nghĩa là sao? Có nghĩa là nó không đúng hoặc không phù hợp với ngữ cảnh, hay còn gọi là với câu văn không gian, hiểu chưa? Ví dụ như là gì, bác vừa dự lễ truy điệu bà cụ làng bên, ông trưởng họ đọc điếu văn rất cảm động cháu ạ. Ví dụ như hai câu này thì ta thấy rằng cái từ truy điệu và điếu văn nó phải thay thế bằng từ gì nào? Mấy đứa cho cô, là đứa nào mà chưa coi clip của cô á, thì thử cho cô xem. Ví dụ như mình thay thế thì mình thay thế bằng từ gì? Lễ tang hả cô? Ừ, đúng. Tại vì sao mình thay thế bằng từ lễ ta? Tại vì truy điệu nó là nói về cái chuyện là một cái lễ gồm cho cái người mất mà có công với đất nước, có nghĩa là nó mang cái tính rất là trịnh trọng. Bây giờ bà cụ làng bên có cái giống hôn gì đâu mà phải truy điệu Thôi, bà. mày nói nó có khẩu ngữ, mình phải nói một cách rất là kia đi. Ok, rồi gì nữa không? Dạ, còn ví dụ như là điếu văn, cái từ điếu văn nó cũng có nghĩa là một cái bài phát biểu của cái người, cái giống như những cái người gần gũi với lại cái người đã mất đó.
để giống như mình bày tỏ những cái sự mình khen ngợi về cuộc đời của họ, bày tỏ cái sự gần gũi thiết thương. Còn bây giờ bác, người khách tới dự thì ai đâu mà mời điếu văn mà mình đọc. Thế thì tôi chính xác rồi, thế trời ơi, đúng là idol của lớp kìa, trời ơi trời. Tiếp tục, sau khi vợ mất, không đúng nghĩa tiếp, sau khi vợ mất được 6 năm, ông tái giá với một nữ đồng nghiệp. Vậy thì cái từ tái giá này phù hợp hay không? Tụi bay nào nào mấy bạn gái nào? Theo con được biết thì tay dế chỉ dành cho kiểu phụ nữ thôi con, chứ Đúng, chính để đàn xác. ông thì kỹ. Đúng, chính xác. Vậy thôi, tái hôn chính xác rồi đó. Rồi, tiếp tục. Đấy, vậy mà. Trời ơi, mấy cái câu này. Vì đại sứ đặc mệnh của Vương quốc Bỉ đã tiếp kiến Thủ tướng Chính phủ nước ta và hành trình và trình quốc thư. Này nó ngược Vì lại thì đúng cô, giống như là cái đại sứ thì là cái người của cấp dưới mà, thì là thủ tướng tiếp kiến ông đại sứ, chứ đại sứ đâu có quyền tiếp kiến ông này. Đại sứ chỉ Để có trình tư là diện gì kiến ông thủ ví tướng thì được, chứ mà đúng nói là tiếp chính xác. kiến là phải là ông thủ tướng tiếp kiến. Thì ghê trời, đúng rồi, đại sứ đặc mệnh của Vương quốc Bỉ rồi tiếp kiến gắt trời trời, chính xác gọi là gì, từ đúng gọi là gì, Diện kiến cũng được cô. đúng diện kiến, chính xác ghê trời đó, học về có nhanh không đấy, gắt đấy gắt đấy, tiếp tục tiếp tục. Tái giá nghĩa là lấy chồng thêm lần nữa ấy. Dùng từ không hệ thống có nghĩa là thiếu phi logic ấy. Ví dụ như là lui tới siêu thị Cống Quỳnh có đủ tầng lớp cán bộ giáo viên học sinh sinh viên tiểu thư thương quân nhân cây thanh thiếu niên phụ nữ và người lớn tuổi, vậy thì cái này nó thiếu logic ở chỗ nào? Không có cùng cái đẳng cấp với cô, kiểu bây giờ tự nhiên cán bộ rồi người lớn tuổi thì nó liên quan gì, hoặc là học sinh với phụ nữ thì liên quan gì, có nghĩa là nó phải có cái mối quan hệ mà kêu bằng cái gì đó đầu cùng cái đẳng cấp, ví dụ phụ nữ đàn ông không, hoặc là thậm chí là người lớn tuổi đó, Đúng chứ rồi đó. nói tè le vậy là giống như là mình không có nghĩ mà mình cứ nói bậy ra thì không được. Mình phải có một cái gì nhỉ, một cái trường từ vựng riêng, ví dụ như trường từ vựng là gì, có nói là trường từ vựng về về nghề nghiệp thì giống như là giáo viên học sinh sinh viên, trường từ vựng về tuổi tác thì cô sẽ có là gì, thanh thiếu niên người lớn tuổi, trường phù vựng về giới tính như là phụ nữ đàn ông vân vân chấm chấm chấm, chính xác rồi đó. Tiếp tục, họ thường xuyên đến thư viện để đọc các loại sách báo tạp chí tranh ảnh đâu, vậy là cái không hợp lý logic chỗ nào nào, kiếm cái không hợp lý logic nha. Đến thư viện thì để đọc sách chứ sao lại để đọc sách báo tranh ảnh. Đúng chính xác đó, tụi bây nhớ là thấy chưa, môn văn mình cần gì, logic, logic là sẽ là gì đây, làm được bài đánh giá năng lực lấy về 180 điểm đấy. Tiếp tục, sắp hết rồi rồi, ráng nha bạn, ít phút nữa nha mấy đứa. Dùng từ không hợp với phong cách, họ đã tìm thấy chất thay thế máu khi phải mổ xẻ là sao? Đâu, cái này là để nào làm được nè, Thiếu trang trọng á cô. hello kiểu trang trọng gì ông nội. Không cô, ví dụ như nó không, cái ngôn ngữ nó thiếu chuyên nghiệp, thiếu tính trang trọng á cô. Chất thay thế máu Thiếu tính chuyên nghe rất là khoa học nha, tự nhiên cái mổ xẻ ra nghiệp. giống như là mình đồ tể mình và xẻ con heo cắt tiết chọc tiết rồi nói vậy đó cô. Ghê ghê vậy, đúng rồi chính xác, anh Thình định thi tường gì anh Thình. Dạ con thi trường gì á cô? Con thi Đại học Quốc gia khoa y cô ạ. Khoa y sao nhìn ông khoa y mà văn ghê vậy, mà sao vô chữ bệnh nhân thế, trời trời. Mà sao mày học Không, văn không? hồi xưa con có chuyên văn nhẹ nhẹ năm lớp 6 lớp 7 á cô, thì nó Chắc đi tán gái ghê lắm đó, mồm anh Thình là biết đi tán gái rồi. thôi Đúng. không hề còn. Thôi trời, thật luôn á. Thật chứ sợ lắm á, sợ tôi mà gặp bác sĩ như ông Thình chắc tôi xỉu quá. Trời trời, chắc cũng chửi chứ, quá hỏi chắc chửi. Rồi tiếp tục, chúng tôi xin phiền các anh ở sở giải quyết cho ngay vấn đề nói trên. Vậy thì nó thiếu tính logic chỗ nào, phong cách chỗ nào? Đó, tìm cho cô nào. Nói cho cô xem nào. Chúng tôi xin phiền các anh ở sở giải quyết cho ngay vấn đề. Đúng rồi, đã phiền rồi thì không bắt buộc mà mình giải quyết cho ngay được. Chính xác đấy, thằng Kiệt nói đúng đấy, chính xác. Nếu nha, là dùng từ xin phiền thì không phải là ép họ cho ngay được. Đấy, hiểu đó. Rồi, chính xác chín xu. Rồi, ráng, còn một số cái nữa.
chứ không nó mệt mai nó đi học dung gì đây đó. Ủa? Rồi sắp xỉ gì đây đi. Sắp xỉ gần 1.000 dân thì có một di tích, thì ví dụ như dùng thừa từ lặp từ là sao? Sắp xỉ gần 1.000 dân thì có một di tích, ở đây nó ở lỗi lặp từ dùng từ đúng rồi, sắp xỉ mà còn gần cho nên nó thuộc lỗi câu. Tiếp tục câu thứ hai, các nhà khoa học đã cải tạo sự biến đổi gen trong phòng thí nghiệm thì mình thấy là nó thừa từ lặp từ gì đây? Đúng rồi, chính xác. Tái lại, có nghĩa là khi mà tụi con nhìn thấy nhá, hai từ gần nhau mà có sự đồng nghĩa với nhau mà người ta hỏi là ở đây thuộc lỗi gì thì ghi cho điền cho cô là thừa từ lặp từ, vậy thôi, dễ. Tiếp tục, trong công cuộc xây dựng kiến thiết nước nhà, ngành xây dựng giữ một vai trò hết sức quan trọng là sao? Thừa xây từ dựng nào? Mà còn kiến thiết nữa cô. Ờ, ơi, đứa nào không hiểu gì vậy? Không, ý là giống như nó không cần thiết, nó một chữ là đủ rồi đó cô. Ờ, chữ nào là đủ? Xây dựng hoặc là kiến thiết thì xài một trong hai thôi. Ờ, chính xác rồi, vậy thôi, ví ok là như đi xe ô tô vậy đó cô. Thì biết đi, mày nói đi. Sao, đi xe đấy. Ô tô sao? Thì xe ô tô, bây giờ ô tô bản thân nó đã là chiếc xe hơi rồi, mà anh còn xe rồi còn ô tô nữa. Thì nó, cái xe ô tô là mấy xe đạp sao ông nội? Không có, con ô tô bản thân nó đã là cái chiếc xe rồi, tức là ô tô là nói về một chiếc xe rồi, còn xe ô tô nữa. Tức là con thấy nhiều người là xài cái đó, nhưng mà con coi trên diễn đàn ngôn ngữ tiếng Việt gì đó thì người ta bảo là cái đấy nó không đúng, xài như thế đúng là hả? Thừa, nhưng mà vì nó ghê quen vậy. Quá mình rồi. Ủa, ông còn nằm trong diễn đàn ngôn ngữ tiếng Việt nữa đó hả? Dạ, con có nằm trong cái hội mà người ta chuyên phân tích về mấy cái gọi là trời lịch đúng rồi tụi sử bé ơi, thôi ngôn mà ngữ. sao cho thường thỉnh nó dày, đánh giá năng lực đi, đừng có kêu cô dày rồi nha, cô ngại lắm á, áp lực quá tụi bé thấy cô áp lực quá, cô sao mặt sao mũi áp lực quá. Thầy Thịnh rồi bởi sau rồi cô đề xuất cho anh Thịnh là làm trợ giảng nhá, tôi thấy áp lực quá, tôi nhức đầu quá. Thôi bây giờ 11 giờ thì mấy anh mấy chị nghỉ đi, ngày mai mà đi học. Cô mới 11 giờ thôi, cô mình ngồi mình tiếp tục chuyên đề thành số học đi cô. Cái gì vậy bà, như bà nghiền vậy ba. Rồi nghe ra đi, cô. Đứa nào học thì mấy đứa đi học thì con các con nào đi, cô không dạy thêm nữa đâu. Thành số học cái gì, hỏi gì? Đứa nào vậy? Tâm Anh hả? Tâm Mình Anh tắt cô đi ở còn hả? Đi đấy cô. Mình tắt Cái đi gì? còn đấy cô. Tắt record là sao? À, cái record hả? Từ từ tắt sao đây ta? Dạo này lâu rồi dừng ghi đúng không?